Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 38. Tiêu Dung Phi rất mạnh mẽ quật cường. Cô ta không muốn thừa nhận, Diệp Bắc Minh vẫn để lại hình bóng không thể xóa nhòa trong lòng cô ta. Ô đạo sinh, ô đạo hoành. Ra đây chịu chết cho tôi. Tiếng rồng gầm trong kiếm đoạn long vang lên không dứt, hào quang màu máu không ngừng lóe lên, chém về phía trước. Dưới kiếm đoạn long không có oan hồn. Khí tức của Diệp Bắc Minh cực kỳ cuồng bạo, 24 năm trước, chẳng phải các người muốn dùng mẹ tôi làm lư đỉnh sao? Hôm nay tôi quay về, sao các người lại thành con rùa rụt cổ thế? Cường giả cảnh giới thánh chủ, chẳng lẽ không dám ra đây chiến với tôi một trận sao? Lão tổ nhà họ Ô đúng là phế vật, nực cười, quá nực cười. Diệp Bắc Minh ngửa cổ lên trời cười lớn. Những người nhà họ Ô trốn đi nghe thấy lời này, người nào cũng cắn răng. Gần như tức đến muốn thổ huyết. Cực kỳ nhục nhã. Nhà họ Ô có lúc nào từng thê thảm như thế này. Lại bị một thanh niên giết đến nhà, vừa giết người của nhà họ Ô, còn vừa sỉ nhục lão tổ nhà họ Ô. Nhóc con, mày thật đáng chết. Sỉ nhục lão tổ nhà họ Ô, mày đi chết đi. Mười mấy thanh niên nhà họ Ô nhiệt huyết xông ra, giết về phía Diệp Bắc Minh. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Lật cổ tay, quét kiếm đoạn long qua. Phụt, phụt, phụt. Mười mấy đóa hoa máu bùng nổ. Đó đều là vãn bối xuất sắc của nhà họ Ô, lúc này đều chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Không. Diệp Bắc Minh, tao nguyền rủa mày không được chết tử tế. Mày muốn nhà họ Ô tuyệt tự sao? Một ông lão mắng lớn. Diệp Bắc Minh bật cười, chúc mừng các người, trả lời đúng rồi. Hôm nay để cho nhà họ Ô tuyệt hậu. Hoàn toàn diệt môn. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh, mày muốn diệt nhà họ Ô tao, đúng là kẻ ngốc nói mơ. Giọng lạnh lùng của Ô Đạo Hoành vang lên. Lão tổ, hu hu hu, lão tổ làm chủ cho chúng tôi, tên ác ma này giết quá nhiều người rồi. Mọi người nhà họ Ô thấy vậy, tất cả xông ra từ chỗ trốn, quỳ dưới chân Ô Đạo Sinh. Ánh mắt của Ô Đạo Hoành băng lạnh, trong con mắt toàn là tia máu, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, mày rất to gan, đúng là rất to gan. Còn to gan hơn bà mẹ dâm đáng đó của mày vô số lần. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên lạnh băng, kẻ sỉ nhục mẹ của tôi, chết. Ru, một tiếng rồng gầm vang lên. Lúc này, từ sau lưng Diệp Bắc Minh bùng phát ra huyết khí ngút trời, một con tổ long pháp tướng màu đen hiện lên. Ngoài ra, còn có một con huyết long khác. Ô đạo sinh suýt lồi cả con ngươi, vãi. Pháp tướng của tên nhóc này có hai con rồng. Đại ca, võ kỹ này, đệ cũng chưa từng nghe nói đến. Phế tên nhóc này, bắt hắn giao ra phương pháp tu luyện. Ô đạo sinh cực kỳ kích động. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh giơ kiếm đoạn long, định ra tay một. Sắc mặt của Ô Đạo Hoành vô cùng nghiêm trọng, Diệp Bắc Minh, mày dám ra tay, bọn họ đều phải chết. Ông ta vung tay, chỉ về một hướng. Diệp Bắc Minh nhìn qua theo bản năng. Đồng tử co lại. Ông ngoại, cậu, y tông chủ, mười mấy người nhà họ Diệp như Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Dương, Diệp Uyển Thu. Tất cả đều bị thương, bị trói lại với nhau. Ngoài bọn họ, còn có đám người lão tông chủ y Thượng Khôn của phần Thiên Tông, con gái y Nam Tương. Tổng cộng 20 mấy người, tất cả quỳ dưới đất. Phía sau mỗi người đều có một tên đao phủ tay cầm đao chém. Ô đạo sinh tỏ vẻ mặt dữ tợn, đại ca, thực lực của tên nhóc này bình thường. Tất cả lực tấn công của hắn đều dựa vào kiếm long đồ, nếu không phải kiêng sợ lực sát thương của kiếm long đồ, đệ cũng có thể giết hắn. Đường kiếm vừa nãy, hai tay của ông ta đã mất. Ông ta hận Diệp Bắc Minh, hận không thể ăn thịt anh. Giao ra kiếm long đồ, mày do dự một hơi thở, tao giết một người. Giọng của Ô Đạo Hoành vang khắp trời xanh, vô cùng băng lạnh. Một việc khiến tất cả mọi người bất ngờ xảy ra. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Quyết đoán giơ tay, ném kiếm đoạn long ra. Rơi đến dưới chân của Ô Đạo Sinh và Ô Đạo Hoành. Ô Đạo Sinh kích động đến toàn thân run lên, mất đi hai tay, ông ta giống như quả bóng ra, đại ca, kiếm long đồ. Có phải tên nhóc này ngu không? Lại thực sự ném đi chỗ dựa lớn nhất. Chẳng khác gì với kẻ mù ném cây gậy đi. Ha ha ha. Diệp Nam Thiên mặt tím bầm lo lắng, Minh Nhi, đừng lo cho ông và mọi người. Con mau đi đi, nhà họ Diệp có một mình con, cũng đủ kéo dài huyết mạch.
Ô Đạo Hoành cười chế nhạo, ha ha ha, kéo dài huyết mạch. Diệp Thanh Lam kết hợp với thứ xúc sinh để sinh ra một đứa xúc sinh, các người lại để cho nó nối dõi dòng máu của nhà họ Diệp ư. Chẳng lẽ nhà họ Diệp muốn đời sau của mình chỉ toàn xúc sinh? Giọng Diệp Bắc Minh lạnh như băng, theo lời ông nói thì sau này trên đại lục chân võ sẽ không còn đời sau của nhà họ Ô nữa. Anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại chắc nịch, không có gì để nghi ngờ. Ha ha ha! Ô Đạo Hoành buồn cười lắc đầu, đồ xúc sinh, mày tưởng là tao đang giỡn với mày đấy hả? Ngày xưa con thú đó xấu xí biết nhường nào, mẹ của mày lại đi ăn nằm với cái loại đó. Mày nói xem, thứ mà mẹ mày sinh ra cùng với loại xúc sinh đó thì có phải là xúc sinh hay không? Đột nhiên, Tiểu Bạch nhảy ra, đứng trên vai Diệp Bắc Minh, nói bậy, chủ nhân à, ông ta nói bậy. Huyết mạch của chủ nhân cực kỳ tôn quý, ít nhất cùng là huyết mạch của thú hoàng. Không phải là xúc sinh gì như ông ta nói, xí xí xí. Chủ nhân, người nhất quyết không được tin. Nghe Ô Đạo Sinh nói, ngoài ngọn lửa giận trong lòng Diệp Bắc Minh, thì còn cả sự kích động. Anh ngẩng đầu nhìn Ô Đạo Hoành, ông từng gặp được cha tôi ư? Cha, ha 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 ha. Vẻ mặt Ô Đạo Hoành đầy suy ngẫm, mày gọi một con xúc sinh là cha hả? Được, nếu mày đã hỏi thì lão già này cũng từ bi trả lời cho mày biết. Bố mày, hình như là một con ma thú thì phải. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Cha của Diệp Bắc Minh là một con ma thú ư? Diệp Thanh Dương phun một ngụm nước bọt dính máu, bố, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Điều ông ta nói là thật ư, em gái lại. Nó cùng với một con ma thú sinh ra Bắc Minh ư. Nét mặt già nua của Diệp Nam Thiên trở nên nặng nề, không nói gì. Diệp Thanh Dương nhìn thấy thế thì giọng trở nên run rẩy, bố biết chuyện này hả? Diệp Bắc Minh nhìn Ô Đạo Hoành, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ô Đạo Hoành nhặt kiếm Đoạn Long lên cầm trong tay. Một sức mạnh khổng lồ truyền đến. Ông ta vung kiếm Đoạn Long lên. Gào. Những tiếng rồng ngâm vang lên. Ô Đạo Hoành tức giận đến mức gương mặt già nua đỏ bừng, như uống rượu say vậy. Ha 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 ha, đúng là kiếm Long Đồ, bảo bối chấn tông của Thanh Huyền Tông. Sức mạnh tuyệt đối. Tay cầm kiếm này lên, lão cảm thấy mình có thể giết cả thần. Dù là thần vương đến đây thì tôi cũng có thể chém chết. Vẻ mặt Ô Đạo Sinh đầy xúc động, anh cả, có thật như vậy không? Anh nói thật đấy hả? Kiếm đó trâu bò đến thế hả? Nhà họ Ô sống dậy rồi, chúng ta có thể ngóc đầu lên được rồi. Ha 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 ha. Ô Đạo Sinh xúc động nhảy dựng lên. Một giây sau, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh đầy oán độc, anh cả, anh mau giết chết thằng danh đó đi. Không vội. Ô Đạo Hoành mỉm cười, nhìn về phía Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, tất cả sức mạnh của mày đều đến từ thanh kiếm Long Đồ này đúng không? Giọng Diệp Bắc Minh lạnh như băng, kiếm đã cho rồi, tôi chỉ muốn biết cha tôi rốt cuộc là ai? Hoặc là, loài ma thú gì? Và rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi? Chỉ cần ông nói cho tôi biết, tôi chết cũng sẽ nhắm mắt. Ô Đạo Hoành chậc chậc hai tiếng, chậc chậc, hay cho câu chết cũng nhắm mắt. Hôm nay lão già này vui, mày đã hỏi, thì tao cũng tốt bụng nói cho mày nghe. 30 năm trước, có một con ma thú rất mạnh nhảy vào trong cấm địa Thanh Huyền Tông, hòng lấy trộm bảo bối của Thanh Huyền Tông. Lão tổ Thanh Huyền đã chiến đấu với con ma thú đó, cuối cùng giải quyết được nó. Đáng tiếc, lão tổ Thanh Huyền cũng vì thế mà bị thương nặng, nửa tháng sau thì mất. Trước khi đến Thanh Huyền Tông thì con ma thú đó đã bị thương. Thế mà vẫn có thể đánh một thần vương như lão tổ Thanh Huyền bị thương rất nặng. Ông ta nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ suy ngẫm, chắc là mày cũng đoán được, con ma thú đó chính là bố mày. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Ô Đạo Hoành, sau đó thì sao? Ô Đạo Hoành cười, Diệp Thanh Lam đúng là thiên tài, cô ta là đệ tử thú phong. Nên trời sinh tính thân thiết với vạn thú, lão già này cũng rất thích nó. Mẹ mày rất xinh đẹp. Nếu ngày đó cô ta chịu gật đầu đồng ý thì có lẽ bây giờ đã là người nhà họ Ô. Đáng tiếc, tao đã muốn thu phục bố mày, để bố mày làm ma thú trấn sơn của Thanh Huyền Tông. Nên mới bảo Diệp Thanh Lam chăm sóc con ma thú đó, ai ngờ ả đê tiện Diệp Thanh Lam lại có tình cảm với cả ma thú. Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, đầy sát ý, câm miệng, đó là sự lựa chọn của mẹ tôi. Anh Bắc Minh, anh không sao chứ?
Tiêu Nhã Phi đau lòng nhìn Diệp Bắc Minh. Nếu là người khác biết được cha mình là một con ma thú thì chắc đã suy sụp từ lâu rồi. Ô Đạo Hoành cười lanh, hừ, con mẹ đê tiện của mày lựa chọn một con ma thú. Ha ha ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, ma thú thì sao? Mẹ tôi không chọn ông, mà chọn ma thú. Thế chẳng phải là lão tổ của nhà họ Ô còn chẳng bằng một con ma thú à? Hả? Nụ cười của Ô Đạo Hoành chợt đông cứng. Khóe miệng run run. Những lời Diệp Bắc Minh nói thật sự tổn thương đến ông ta rất sâu. Sát ý trong mắt ông Đạo Hoành tăng vọt, thằng khác loài này, mày muốn chết rồi đúng không? Thanh kiếm đoạn long trong tay chỉa về phía Diệp Bắc Minh, tiếng rồng ngâm rít gào. Sau lưng Ô Đạo Hoành còn hiện lên bóng dáng huyết long nhàn nhạt. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, sao thế? Mới thế đã vội vàng muốn giết tôi rồi hả? Mới nãy còn nói sẽ kể hết tất cả cho tôi biết cơ mà, không dám kể tiếp hả? Biết bao nhiêu người đang nhìn đây mà, lão tổ nhà họ Ô nói lời không giữ lấy lời à? Ô Đạo Hoành đầy kích động. Danh con, tao biết mày muốn dùng phép khích tướng. Mày đã muốn biết ả đê tiện Diệp Thanh Lam đó bị khinh thường như thế nào, thì tao kể cho mày nghe, chẳng sao cả. Con ma thú dơ bẩn đó ở Thanh Huyền Tông nghỉ ngơi tầm 7 năm, đến một ngày nọ thì đột nhiên biến mất. Diệp Thanh Lam cũng phản bội Thanh Huyền Tông, tìm đến tháp phù đồ trộm mất bảo vật bên trong. Con ả đó còn vào trong kho tàng của nhà họ Ô, đánh cắp rất nhiều dược liệu quý báu. Cả dưỡng hồn đan của tao cũng bị trộm đi. Ô Đạo Hoành bỗng nhiên rít gào, con đê tiện, đồ đê tiện đó, chỉ thuộc về một mình tao không được hay sao? Tại sao lại đi chọn một con ma thú? Hả? Diệp Bắc Minh mày nói xem, có phải dòng máu nhà mày bẩm sinh thích bị khinh thường rồi đúng không? Vẻ mặt Ô Đạo Hoành cực kỳ dữ tợn, tức giận, rít gào, trán nổi đầy gân xanh. Tao thích cô ta như vậy, sẵn sàng cho cô ta tất cả mọi thứ. Tại sao cô ta lại không chấp nhận tao? Ô Đạo Hoành này sống 4.000 năm tuổi, đã là cảnh giới thánh chủ trung kỳ. Còn là lão tổ nhà họ Ô, rốt cuộc tao thua con xúc sinh kia chỗ nào? Diệp Bắc Minh, mày nói cho tao biết đi, má nó. Ô Đạo Hoành chẳng màng đến hình tượng nữa, chửi ầm lên. Nhà họ Ô đều hoảng sợ trước tình huống đó. Lão tổ có một mặt như thế này ư? Sao nhìn thế nào cũng thấy giống một người đàn yêu nhưng không thể có được vậy. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh nhuê băng, tôi nói rồi, ông còn chẳng bằng cả ma thú, hiểu chưa? Ô Đạo Hoành thở hổn hển, gương mặt già nua vặn vẹo, tức giận gào thét, thằng khốn, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kiếm long đồ, giết! Gào! Một tiếng rồng ngâm vang lên, Ô Đạo Hoành rót chân nguyên vào kiếm đoạn long. Vừa mới chuẩn bị ra tay. Thì Diệp Bá Minh khẽ quát một tiếng, kiếm đoạn long, về. Gào. Tiếng rồng ngâm thứ hai vang lên, kiếm đoạn long rung động dữ dội. Ô Đạo Hoành căn bản không thể cầm được. Một giây sau, kiếm đoạn long rời tay bay đi, xoay quanh Diệp Bắc Minh vài vòng, như con chó cảnh vậy. Ô Đạo Sinh nhảy dựng lên, anh cả, kiếm long đổ trốn rồi. Mau đuổi theo đi kìa. Bốp. Ô Đạo Hoành tát vào mặt Ô Đạo Sinh một cái, câm miệng, anh làm thế nào không đến lượt cậu ra lệnh. Ô Đạo Sinh vội vàng ngậm miệng. Ai ra? Vẻ mặt Tiêu Nhã Phi đầy khiếp sợ, anh Bắc Minh, thanh kiếm này là vật sống ư? Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu, nó đã sinh ra một phần khí linh. Ồ! Tiêu Nhã Phi trở nên ngơ ngác. Tiêu Dung Phi bên cạnh lại hít sâu một hơi, hít. Anh Diệp, anh nói cái gì? Kiếm đoạn long sinh ra khí linh ư? Trời ạ, trong truyền thuyết thì chỉ có vũ khí từ thần khí trở lên mới có một phần vạn khả năng sinh ra khí linh. Kiếm đoạn long lại sinh ra khí linh ư? Diệp Bắc Minh không trả lời Tiêu Dung Phi. Ở tháp phù đồ, kiếm đoạn long đã hấp thu rất nhiều ma khí. Quả thật đã sinh ra khí linh. Chỉ số thông minh, có lẽ ngang ngửa với một đứa trẻ nửa tuổi loài người. Thế nên Ô Đạo Hoành có thể sử dụng được kiếm đoạn long. Nhưng, một khi Diệp Bắc Minh triệu hồi về, nó sẽ bay về với anh ngay lập tức. Tiêu Dung Phi hơi tức giận, em gái tôi hỏi thì anh trả lời, đến tôi hỏi thì anh không thèm để ý phải không? Diệp Bắc Minh nhìn Ô Đạo Hoành, một kiếm chém ra không hề do dự. Xoẹt! Một luồng kiếm khí đỏ xé gió đánh tới,
toàn bộ bầu trời nhà họ Ô kéo mây đen dày đặc. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thế giới như hóa thành địa ngục Tu La. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh không ngừng bùng lên vầng sáng đỏ như máu, chỉ một hơi thở đã đủ để Ô Đạo Hoành không thể chống lại được, đang chết. Sao thằng danh này lại mạnh đến thế? Không được, trong tay nó có kiếm long đồ, nếu đánh trực diện thì chắc mình sẽ chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Diệp Bắc Minh trực tiếp đánh tới. Anh cả, nó đến kìa. Ô Đạo Sinh sợ tới mức gương mặt già nua tái nhợt. Ô Đạo Hoành trợn trừng mắt sửng sốt, nhanh chóng giữ lấy vai Ô Đạo Sinh. Anh cả, anh muốn làm gì? Mặt Ô Đạo Sinh chợt tái mét. Ô Đạo Hoành hờ hững nói, thằng hai à, cậu xông lên cản nó lại, anh cả sẽ đời đời nhớ ơn cậu. Ô Đạo Sinh nhất thời chửi ầm lên, má nó. Mẹ nó Ô Đạo Hoành, anh điên rồi đúng không? Hai tay tôi đã không còn nữa rồi, anh bảo tôi làm sao cản được nó. Chúng ta là anh em ruột, sao anh? Lời còn chưa nói xong. Ô Đạo Hoành đã nện một đấm vào đan điền Ô Đạo Sinh. Bốp! Đan điền nổ tung, mặt Ô Đạo Sinh không dám tin, anh đúng là không bằng cả cầm thú. Ô Đạo Hoành nhe răng cười một tiếng, chết em không chết anh, đan điền của cậu cũng chỉ có chút tác dụng đó thôi. Một luồng chân nguyên được rót vào đan điền của Ô Đạo Sinh, dùng chân nguyên bao bọc. Bỗng nhiên, ông ta nhấc Ô Đạo Sinh lên ném về phía Diệp Bắc Minh. Ô Đạo Sinh tuyệt vọng, Ô Đạo Hoành, anh đối xử với em ruột của mình như thế thì mẹ nó sẽ không được chết tử tế. Thấy Ô Đạo Sinh bay tới, con người Diệp Bắc Minh trở nên nặng nề. Chuẩn bị giơ tay lên chém ra một kiếm. Thì chợt thấy trạng thái của Ô Đạo Sinh, ánh mắt anh chợt lóe lên. Cất kiếm đoạn long đi. Đan điền của Ô Đạo Sinh bị phế, toàn bộ chân nguyên bị Ô Đạo Hoành ngưng tụ lại một chỗ. Một kiếm này chém ra, chắc chắn không khác gì một thánh chủ tự bảo. Bán kính mấy trăm cây số xung quanh đều sẽ hóa thành cho tàn. Diệp Bắc Minh có tháp càn khôn chấn ngục để bảo vệ bản thân. Nhưng những người khác đều sẽ gặp nguy hiểm. Một giây sau đó, Diệp Bắc Minh khoát tay, mấy cây ngân châm bắn ra, ghim vào đan điền Ô Đạo Sinh. Chân nguyên nhanh chóng chút ra, không thể phát nổ được nữa. Diệp Bắc Minh, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Ô Đạo Sinh ngã xuống đất, cảm động rơi nước mắt. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, ông vui hơi sớm rồi. Từng bước đi tới, một cú đạp nát đầu Ô Đạo Sinh. Đồng tử Ô Đạo Hoành chợt co rụt lại, gào lên với khoảng không, đao phủ, tất cả lao lên chém. Rõ! Đao phủ xa xa đều giơ dao mổ lên. Chém thẳng xuống đầu nhóm Diệp Nam Thiên, ông ngoại anh. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đứng cách họ mấy trăm mét, trong nháy mắt anh không thể cứu được hai mươi mấy người. Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, ma khí quay cuồng. Tổ rồng màu đen bỗng hiện lên, một con huyết long cũng xuất hiện. Tất cả mọi người quỳ xuống hết cho tôi. Một tiếng rít gào, như thần ma trên chín tầng mây ra lệnh. Cơ thể hai mươi mấy đao phủ chợt run lên, không ngờ họ thật sự buông dao ra, quỳ bộp xuống đất. Diệp Bắc Minh nhanh chóng lao tới, một kiếm chém ra. Hai mươi mấy đầu đao phủ bay lên. Giải thoát cho tất cả mọi người. Minh Nhi. Diệp Nam Thiên xúc động nắm lấy tay Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh ném cho mọi người một ít đan dược. Ông ngoại, chúng ta khoan hẵng ôn chuyện đã. Chờ con giết Ô Đạo Hoành xong, diệt nhà họ Ô đã rồi nói sau. Được. Mọi người gật đầu. Gan Ô Đạo Hoành sợ tới mức nhảy ra ngoài, xoay người bỏ chạy. Sau lưng vang lên tiếng sấm lớn, ông ta nhìn lại. A, tim suýt chút nữa đã nổ mạnh. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện cách đó 10 mét, như thần chết đuổi theo. Diệp Bắc Minh cười nói, chạy cái gì? Không phải mới nãy vẫn còn trâu bò lắm hả? Ô Đạo Hoành, để mạng lại đi. Lười lãng phí thời gian. Thiên ma cửu biến, kiếm thứ nhất. Một kiếm nghiền nát ập tới, tổ long và huyết long cùng hóa thành kiếm khí rít gào lao tới. Ô Đạo Hoành vội vàng ra tay ngăn cản, tổ long và huyết long hưng hăng nện vào người ông ta. Phụt! Ô Đạo Hoành phun ra một ngụm máu, lao từ trên trời xuống như một con chó chết. Ông ta lấy ra một viên đan dược nuốt vào, Diệp Bắc Minh, xuống nhận lấy cái chết đi. Vẫn còn mạnh miệng hả? Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, một cước từ trên trời giáng xuống. Trong tay Ô Đạo Hoành xuất hiện thêm một cây giáo dài, đâm về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, chộp lấy thanh giáo,
kiếm Đoạn Long hung hăng nện vào cánh tay Ô Đạo Hoành. Một đám mây máu bùng nổ. A! À, Ô Đạo Hoành phát ra tiếng kêu rên đau thấu tâm can, ông ta hoảng sợ phát hiện. Máu từ cánh tay đó lại bị Diệp Bắc Minh hút lấy. Mày rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy? Diệp Bắc Minh cười ha hả, ông đã biết rồi cơ mà. Bố tôi là một ma thú. Ông bảo tôi là quái vật gì? Ô Đạo Hoành sợ tới mức cả người run run, ông ta không muốn chấp nhận số mệnh như vậy. Đôi mắt dữ tợn, trong mắt đầy tơ máu, Diệp Bắc Minh, Ô Đạo Hoành tao sẽ không chết đi như vậy, dù có chết cũng phải kéo mày theo. Ông ta ngưng tụ tất cả chân nguyên lại, nhắm thẳng vào đầu Diệp Bắc Minh, một đấm lao tới. Đột nhiên, giữa mi tâm Diệp Bắc Minh xuất hiện một con mắt, bắn ra một tia sáng như laser. Khoảnh khắc chạm tới cánh tay Ô Đạo Hoành. Xoẹt, cánh tay trực tiếp hòa tan. Ô Đạo Hoành sợ run cả người, khủng hoảng nhìn Diệp Bắc Minh quái vật. Mày đúng là đồ quái vật. Trong mắt Diệp Bắc Minh chỉ có sát ý lạnh như băng, ông nói rất đúng, tôi chính là quái vật. Một kiếm này, là vì ông sỉ nhục mẹ tôi. Kiếm Đoạn Long chém xuống, đùi Ô Đạo Hoành nổ tung. Một kiếm này, là vì ông mắng cha tôi. Một bên đùi khác cũng hóa thành mây máu. Một kiếm này, là vì ông ngoại tôi và mọi người của phần Thiên Tông. Một kiếm lướt ngang, một nửa cơ thể của Ô Đạo Hoành nổ tung. Một kiếm này, là vì Nhã Phi và chị cô ấy. Một kiếm chém rụng vai Ô Đạo Hoành. Cơ thể mềm mại của Tiêu Dung Phi run lên, có cả phần mình ư. Bấy giờ, Ô Đạo Hoành không khác gì một con chó chết nằm trên đất. Diệp Bắc Minh, mày giết tao đi. Không. Diệp Bắc Minh quyết đoán trả lời, tôi chẳng những muốn giết ông, mà còn muốn giết cả tộc họ Ô. Huyết mạch chú sát, khởi. Diệp Bắc Minh khoát tay, như thần chết từ nơi xa tìm tới. Máu tươi của Ô Đạo Hoành bốc cháy. A! À, cứu mạng. Bốn phía vang lên tiếng người nhà họ Ô kêu la thảm thiết, Ô Đạo Hoành hoảng hốt phát hiện ra những người mang dòng máu nhà họ Ô đều bốc cháy, huyết mạch chú sát. Sao mày lại biết được chú thuật cấm kỵ đó? Diệp Bắc Minh cười đầy ẩn ý, thì ông cũng đã nói tôi là quái vật mà. Nếu đã là quái vật thì cũng phải có những thủ đoạn riêng của quái vật chứ. Không, đừng. Ô Đạo Hoành đã hoàn toàn khiếp sợ, ông ta quỳ xuống dập đầu, Diệp Bắc Minh, đừng tiêu diệt nhà họ Ô. Cầu xin cậu, nhà họ Ô truyền từ thời thượng cổ đến nay. Nhà họ Ô không thể bị diệt được. Tôi biết sai rồi, cậu giết tôi thì tôi cũng chẳng có một lời oán hận, cầu xin cậu giữ lại cho nhà họ Ô một người nối dõi đi. Bốp bốp bốp, điên cuồng dập đầu, trong lòng đầy sự hối hận. Cầu xin tha thứ như chó nhà có tang. Nếu cho ông ta thêm một cơ hội nữa, dù thế nào ông ta cũng sẽ không chọc tới Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh hết sức hờ hững, từ khi ông bắt đầu đụng đến mẹ tối, thì nhà họ Ô cũng chỉ còn một con đường chết. Bùm! Trước mắt Ô Đạo Hoành hiện lên một ngọn lửa. Giây sau đó, đã hóa thành một mảnh cho tàn. Nhà họ Ô đã bị giết như thế. Đại lục thượng cổ, ở một nơi sâu trong gia tộc họ Cổ. Đột nhiên, một ông lão phun ra một ngụm máu tươi, nhà họ Ô của đại lục chân võ đã bị giết. Một giây sau đó, ông lão lấy ra cái la bàn, kim đồng hồ trên đó đang điên cuồng chuyển động. Đây là, chờ đã. Hơi thở của thiên nữ. Sao lại như thế được? Sao đại lục chân võ lại có thiên nữ được sinh ra? Lại còn con mẹ nó không chỉ một người. Má! Người đâu? Ông lão xúc động hét to, người đâu, mau tới đây. Thiên nữ đã xuất hiện rồi thì còn cần nhà họ Ô làm cái quái gì? Sau khi nhà họ Ô bị giết, nhẫn chứa đồ của Diệp Bắc Minh bỗng nhiên lóe lên, anh lấy ra một cái ngọc bội. Bên trong là giọng nói của Hạ Nhược Tuyết, Bắc Minh, anh mau về đi, mấy sư tỷ của anh đều ngất xỉu hết cả rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh chợt đổi, sao lại như thế? Không thể như thế được. Các sư tỷ không sao chứ? Hạ Nhược Tuyết lo lắng nói, em cũng không biết nữa, sinh mệnh thì không có gì phải lo. Chỉ là, tình trạng của họ rất quái lạ, cơ thể họ đều sáng bừng lên. Lo lắng cho an toàn của các sư tỷ, Diệp Bắc Minh dẫn mọi người về Thanh Huyền Tông. Rồi đi thẳng đến Nguyệt Phong. Bắc Minh, anh về rồi. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh chạy về, Hạ Nhược Tuyết lập tức đi tới. Lãnh Nguyệt và sát chủ cũng có mặt. Diệp Bắc Minh hỏi, dì Nguyệt, tiền bối sát, xảy ra chuyện gì thế này?
Hai người nhìn nhau, khẽ lắc đầu, Minh Nhi, chuyện này gì cũng chưa từng gặp bao giờ. Diệp Bắc Minh nhướng mày, đi tới trước mặt các sư tỷ. Chỉ thấy họ nằm dài trên giường, hai mắt nhắm chặt. Mi tâm của mỗi người đều bùng lên ánh ngọc sáng ngời, mềm mại bao trùm lấy cơ thể họ. Diệp Bắc Minh đi tới kiểm tra, phát hiện các sư tỷ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, dù anh la hét tới mức nào, họ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Dù anh dùng đến quỷ môn thập tam châm cũng không thể gọi họ tỉnh dậy, chuyện gì thế này? Lãnh Nguyệt lắc đầu, Minh Nhi, bọn dì đã thử hết mọi cách rồi, nhưng cũng không thể gọi được. Đột nhiên, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chợt vang lên, nhóc, số cậu may mắn thật đấy. 1, 2, 3, 4, 5. 5, hẳn 5. Diệp Bắc Minh khó hiểu, 5 gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, bảo mọi người ra ngoài hết đi, tôi sẽ chỉ cậu cách cứu bọn họ. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, bảo Hạ Nhược Tuyết, Lãnh Nguyệt và sát chủ rời khỏi phòng. Đóng cửa lại, nói đi, làm sao để cứu? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phun ra một câu, cởi quần áo, leo lên. Gì? Diệp Bắc Minh ngơ ngác. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nóng nảy, danh con, cậu còn giả ngu giả ngơ với cái tháp này làm gì? Làm giống những gì cậu làm với Hạ Nhược Tuyết, Tôn Thiến, Nam Cung Uyển ấy. Mau leo lên đi. Má! Diệp Bắc Minh hơi tức giận, ông bị điên rồi đấy hả? Bọn họ là sư tỷ của tôi. Dù có muốn, khụ khụ, bọn họ vẫn còn đang hôn mê, sao tôi có thể lợi dụng người ta như vậy được? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng. Một lát sau, âm thanh vang lên, nhóc, đây là cơ hội tốt nhất của cậu. Thân phận của những cô gái này khá đặc biệt, thấy mi tâm của họ sáng lên như thế, tháp tôi có thể chắc chắn bọn họ chính là thiên nữ đại diện cho số mệnh của đại lục chân võ. Thiên nữ? Diệp Bắc Minh đầy khó hiểu, thiên nữ gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, thiên nữ chỉ là một loại xưng hô, chỉ cần là người mang khí vận thì sẽ được gọi là thiên nữ. Năm sư tỷ của cậu chính là người có khí vận thiên nữ. Hơn nữa, còn là khí vận của cả đại lục chân võ, đúng là nghịch thiên. Theo lý mà nói, thì người con gái như thế chắc chắn không thể đi hầu người khác. Dù muốn làm thánh nữ cũng được nữa là... Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhịn được mắng một câu, danh con, rốt cuộc may mắn ở đâu ra mà cậu có nhiều thế hả? Lại dám bắt thiên nữ hầu hạ cho mình. Hơn nữa, tôi thật sự nghi ngờ, năm sư tỷ này đều là thiên nữ thì hơi trùng hợp quá. Đừng có nói là năm sư tỷ kia của cậu cũng là thiên nữ nha. Diệp Bắc Minh đứng nghệt mặt ra đó. Người mang số mệnh của cả đại lục chân võ. Thế thì nghịch thiên quá rồi đó. Chẳng lẽ, đây là sắp xếp của mẹ tôi, Diệp Bắc Minh thả hồn vào suy nghĩ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời chắc nịch, nói thế cũng nói, chắc chắn là như vậy rồi. Mẹ cậu chắc chắn là một người rất tài giỏi. Ngoài tài năng bẩm sinh về y thuật, luyện khí, đan dược, tập võ, châm pháp, thân pháp, khả năng tiếp thu ra thì cậu không khác gì tên ngu ngốc. Nếu có thể, tôi muốn mẹ cậu trở thành thúc chủ của tòa tháp này hơn. Khóe môi Diệp Bắc Minh giật giật. Lại còn bị ghét bỏ cơ. Anh lười tranh cãi với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, mau nói đi, làm sao để cứu các sư tỷ tôi bây giờ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nở nụ cười, căn bản không cần cứu. Nói thế là sao? Diệp Bắc Minh khó hiểu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười xấu xa một tiếng, bởi vì đan điền của họ bị hao tổn, nên khí vận trong người họ mới hiện ra để bảo vệ. Cậu muốn họ tỉnh lại, thì cách đơn giản nhất chính là leo lên. Ngừng. Diệp Bắc Minh vội vàng kêu ngừng, ngoài cách đó ra, thì không còn cách nào nữa hả? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lạnh, hai cách, thứ nhất là giúp đan điền của họ trở lại như cũ. Khí vận trong người họ không cảm nhận được nguy hiểm nữa thì họ sẽ tự động tỉnh lại. Thứ hai, chính là leo lên làm với tất cả bọn họ. Hấp thu khí vận thiên nữ trên người họ, không còn khí vận đó nữa thì họ cũng sẽ tự động tỉnh lại. Mặt Diệp Bắc Minh đầy vẻ chín chắn, tôi không thể lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn như vậy được. Hơn nữa, các sư tỷ cũng chưa chắc đã đồng ý như vậy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hừ lạnh một tiếng, đúng là không biết điều, sao cậu biết họ không muốn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi sẽ nhanh chóng tìm được thần quả hỏa tang. Ra khỏi phòng, Hạ Nhược Tuyết đứng dậy từ trên ghế, Bắc Minh, các chị ấy có thể tỉnh dậy được không? Diệp Nam Thiên, Y Thượng Khôn cũng có mặt trong đại điện.
Diệp Bắc Minh không nói về chuyện thiên nữ, chỉ nói với mọi người. Chỉ cần chữa được đan điền cho sư tỷ thì bọn họ sẽ tự động tỉnh lại. Lãnh Nguyệt nhướng mày, hỏa tang thần thụ là thứ trong truyền thuyết. Chưa có ai thấy, nó thật sự có tồn tại sao? Sát chủ thoáng do dự. Sau khi im lặng vài giây, đột nhiên, bà ta nhìn Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, tôi có nghe tin tức về hỏa tang thần thụ. Cái gì? Diệp Bắc Minh vô cùng xúc động, sát tiền bối, bà biết tin tức gì vậy? Mọi người đều nhìn về phía sát chủ, môi bà ta khẽ hé mở, năm đó sau khi sư phụ cậu chạy mất, để tìm kiếm tung tích của ông ta. Tôi đã lục tung cả đại lục chân võ này lên một lượt, tôi nghe nói có một nơi tên là nơi mặt trời lặn. Nơi đó có một cây thần thượng cổ, tên là hỏa tang. Có lẽ đó chính là hỏa tang thần thụ mà cậu cần tìm. Diệp Bắc Minh lại dồn hỏi, nơi mặt trời lặn đó là nơi nào? Sát chủ lắc đầu, không biết. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Nơi đóng bỗng chìm vào im lặng. Đột nhiên, Diệp Nam Thiên chậm rãi đi tới, Minh Nhi, tình hình trong đó ông ngoại đã biết sơ rồi. Ông ngoại hỏi con một câu, sắp tới con có kế hoạch gì không? Diệp Bắc Minh nhìn Diệp Nam Thiên, ông ngoại có kế hoạch gì ư? Ánh mắt Diệp Nam Thiên xuất hiện chiến ý, Minh Nhi, ông ngoại muốn quay về đỉnh Côn Luân, để nhà họ Diệp có thể tiếp tục nối dõi. Người đã già, đã chán ghét suốt ngày phải chém chém giết giết. Nhưng bây giờ xem ra, người trong giang hồ không muốn sống yên ổn lắm. Nhà họ Diệp chúng ta chỉ muốn được bình an, nhưng người ngoài căn bản không cho chúng ta cơ hội được bình an. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, ông ngoại có ý gì? Diệp Nam Thiên nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, nếu muốn loại chuyện này không xảy ra nữa, một mình cháu mạnh thôi là không có ích lợi gì. Nhất định phải để mọi người cùng nhau mạnh lên, đợi đến khi chúng ta có được thực lực bảo vệ mình mới sẽ không kéo cháu lui lại. Hôm nay là chúng ta may mắn, nhưng sau hôm nay thì sao? Cháu cần thành lập thế lực của mình. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, ông ngoại nghĩ rất giống cháu. Anh nhìn về phía Lãnh Nguyệt, dì Nguyệt, làm phiền dì tuyên bố với bên ngoài một chút. Từ hôm nay trở đi, Diệp Bắc Minh cháu chính là chủ nhân của Thanh Huyền Tông. Nhà họ Diệp sẽ trở thành gia tộc lớn số một Thanh Huyền Tông. Phần Thiên Tông có thể tìm một dãy núi ở trong Thanh Huyền Tông để khai tông lập phái, trở thành tông môn phụ thuộc vào Thanh Huyền Tông. Y Thượng Khôn kích động đến mức cả người run rẩy, vâng. Phần Thiên Tông chỉ là một tông môn hạng ba ở Côn Luân Hư, bây giờ lại được trở thành tông môn phụ thuộc vào Thanh Huyền Tông. Cá vượt Long Môn. Lãnh Nguyệt ngây người. Sát chủ cũng kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh một chút. Hai người lại nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc từ trong mắt đối phương. Hành động lần này của Diệp Bắc Minh. Quả quyết. Dứt khoát. Độc tài. Căn bản không cần thương lượng cùng mọi người. Tôi nói tôi là chủ nhân của Thanh Huyền Tông, vậy tôi sẽ là chủ nhân. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, Minh Nhi, còn có mấy gia tộc lớn. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, nhà họ Ân, nhà họ Ô đã hủy diệt. Ngoại trừ nhà họ Lãnh và gia tộc phía sau sát tiền bối, thông báo cho chủ nhân những gia tộc khác tới thần phục, ký kết khế ước thần hồn. Nếu không, diệt. Những người phụ trách sáng lập ra các gia tộc lớn của Thanh Huyền Tông tụ tập một chỗ. Một giờ trước đó, tháp phù đồ đã sụp đổ. Diệp Bắc Minh đi ra từ bên trong tháp phù đồ. Lão quỷ Hắc Sơn cảnh giới thánh chủ hậu kỳ chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Ân Hồng Mai cũng chết, toàn bộ nhà họ Ân bốc cháy một cách khó hiểu, hóa thành một mảnh cho tàn. Nửa giờ trước đó, Ô Đạo Sinh, Ô Đạo Hành chết. Toàn bộ nhà họ Ô cũng nổi lửa, nhà họ Ô bị hủy diệt. Nghe hạ nhân bẩm báo từng tin tức, đám người bị dọa đến mức hít khí lạnh. A, à, Diệp Bắc Minh muốn nghịch thiên sao? Thế mà lại tiêu diệt nhà họ Ô và nhà họ Ân? Sao có thể? Mấy lão gia chủ cảm thấy lạnh cả người. Cho dù là tin tức nào cũng có thể khiến bọn họ kinh ngạc đến chết. Bây giờ nhiều tin tức như thế cộng lại, trong lòng tất cả gia chủ ở đây đều nổi lên sóng to gió lớn. Những gia chủ này ông nhìn tôi nhìn ông. Nhưng lại không dám nói một điều xấu nào về Diệp Bắc Minh. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Đột nhiên, một hạ nhân hoảng sợ xông tới, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Vèo, tất cả mọi người đồng thời quay đầu, nhìn chằm chằm tên hạ nhân này, sao vậy? Nói, mấy vị gia chủ,
Lãnh Nguyệt Thái Thượng Trưởng Lão truyền tin tức đến, bắt đầu từ hôm nay Diệp Bắc Minh sẽ kế nhiệm vị trí chủ nhân của Thanh Huyền Tông. Lãnh Nguyệt Trưởng Lão nói, ngoại trừ nhà họ Lãnh, nhà họ Lục, nhà họ Tô gia. Hoặc là lựa chọn ký kết khế ước thần hồn thần phục Diệp Bắc Minh, hoặc là diệt tộc. Nhà họ Lục chính là gia tộc phía sau sát chủ. Hắn ta vừa dứt lời. Chuyện này, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt già nua của đám người đột nhiên co vào, hiện lên một vẻ kiêng kỵ thật sâu. Tô Trường Phong chắp tay, chư vị, tôi về trước đây. Chuyện này, mọi người đều ngây ra. Thật sự phải để Diệp Bắc Minh trở thành chủ nhân của Thanh Huyền Tông sao? Tổ tiên của chúng ta sáng lập ra Thanh Huyền Tông đã được mấy chục ngàn năm, chẳng lẽ cứ phải chắp tay nhường cho người khác như vậy? Đúng thế, tên nhóc đó mà làm tông chủ, còn muốn chúng ta ký kết khế ước thần hồn. Thật sự là quá đáng. Mấy lão già nổi giận lôi đình. Ha ha, nếu chỉ đơn giản như vậy đã tốt. Đột nhiên, một lão già cười lạnh một tiếng. Ông Vương. Mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy một lão già ngồi trên ghế bành, từ đầu đến cuối sắc mặt đều lạnh nhạt. Vương Càn Dương. Gia chủ của một trong 10 gia tộc sáng lập ông Vương. Giờ phút này, sâu trong đôi mắt của Vương Càn Dương hiện ra vẻ lạnh như băng, cơ nghiệp do tổ tiên lập nên tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho người khác được. Vậy làm sao bây giờ? Đám người không có cách nào. Ánh mắt Vương Càn Dương ngưng tụ, cá chết lưới rách, thông báo cho võ đạo Minh đi. Để bọn họ tới chủ trì công đạo, tiêu diệt Diệp Bắc Minh. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều run rẩy một chút. Có người nuốt nước miếng. Để người của võ đạo Minh ra tay, bọn họ ghê gớm lắm đấy. Bọn họ sẽ phải lấy đi ít nhất 1/3 Thanh Huyền Tông. Vương Càn Dương nhe răng cười một tiếng, ánh mắt đỏ bừng liếc nhìn đám người, cho dù lấy một nửa Thanh Huyền Tông đi, chẳng lẽ còn tệ hơn việc để Diệp Bắc Minh làm tông chủ. Sau đó nô dịch chúng ta sao? Mấy lão già đều ngây người. Một giây sau, trong mắt tất cả mọi người hiện lên một tia sáng lạnh, làm đi. Thông báo cho võ đạo Minh. Sau khi Tô Trường Phong trở về gia tộc liền trực tiếp tổ chức hội nghị gia tộc. Các nhân vật cấp cao đều có mặt. Dưới ánh mắt của mọi người, Tô Trường Phong cất giọng tuyên bố, Thanh ca, bây giờ cháu không cần quản lý thương hội thiên hạ nữa. Từ giờ trở đi, cháu chính là gia chủ đời tiếp theo nhà họ Tô. Tô Trường Phong mỉm cười, mấy năm nữa, đợi đến khi cháu hiểu hết tình huống vận hành trong gia tộc, ông sẽ chắp tay thoái vị. Đám người đều khiếp sợ nhìn Tô Thanh Ca. Thân thể mềm mại của Tô Thanh Ca run nhẹ nhẹ. Cả người đều ngây ra. Không chỉ là cô ta, những người khác trong nhà họ Tô cũng hoàn toàn ngây người. Đây là chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên đứng dậy, bố, con không đồng ý. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bên cạnh cũng cả giận nói, bố, có phải bố già nên hồ đồ rồi không? Tô Trường Phong trầm mặt xuống, người đâu? Phế bỏ võ công của Tô Bỉnh Khôn và vợ. Từ giờ trở đi, Tô Bỉnh Khôn phải giao tất cả sản nghiệp trong tay ra, về sau không được phép tham gia tất cả những chuyện của nhà họ Tô. Vĩnh viễn nhốt ở phía sau núi nhà họ Tô cho đến chết đi. Rõ. Mấy lão già Thánh Vương đỉnh phong tiến lên. Tô Bỉnh Khôn kịch liệt phản kháng, vì sao? Vì sao? Đôi mắt ông ta đỏ bừng, nhưng vẫn bị mấy lão già khống chế. Cuối cùng bị phế bỏ đan điền tại chỗ cùng với vợ mình. Tô Bỉnh Khôn đỏ mắt lên, bố, tại sao bố lại đối xử với con như vậy? Mấy trăm người nhà họ Tô bên trong đại sảnh đều khiếp sợ nhìn lão gia. Mẹ nó đây là tình huống gì vậy? Tô Trường Phong cười lạnh một tiếng, vì cái gì ư? Bởi vì những năm này hai người đã đối phó với gia đình Thanh ca như thế nào? Thật sự cho rằng lão phu không biết sao? Lão gia. Ông không thể làm như thế được. Đúng vậy lão gia, Tô Bỉnh Khôn không có công lao thì cũng có khổ lao. Ông mà làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến mọi người thất vọng ư? Một vài nguyên lão nhà họ Tô đứng ra, thi nhau phản đối cách làm của Tô Trường Phong. Im hết đi cho lão phu. Tô Trường Phong hét lớn một tiếng. Đám người ngậm miệng lại. Tô Thanh ca cảm thấy giống như đang nằm mơ, ông nội, ông có gì? Cô ta biết ông nội đột nhiên đưa ra quyết định này, tuyệt đối không thể là bởi vì Tô Bỉnh Khôn nhằm vào nhà cô ta được. Nhất định là có nguyên nhân khác. Tô Trường Phong biết sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết nguyên nhân, dứt khoát nói thẳng ra, Thanh ca à,
toàn bộ Thanh Huyền Tông đều biết cháu thích Diệp Tông Chủ. Về phần Diệp Tông Chủ sao, chắc chắn là cũng có ý với cháu. Nếu không sao lại hung hăng và mặt top 10 bảng Thanh Huyền Lưu Lãng Thanh ngay trước mặt các đệ tử chứ. Cho dù chỉ có một chút khả năng, Tô Trường Phong cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Anh Diệp, Tô Thanh ca ngây người, sâu trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ mừng rỡ và rung động. Chỉ là bởi vì cô ta quen biết Diệp Bắc Minh, thế mà lại được làm gia chủ đời tiếp theo nhà họ Tô. Ông nội, chẳng lẽ chỉ bởi vì điều này? Tô Trường Phong cười một tiếng, dĩ nhiên là không phải, tin tức còn chưa được truyền ra bên ngoài nên mấy người còn không biết. Nhà họ Ân bị hủy diệt, nhà họ Ô cũng bị hủy diệt. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Bắc Minh sẽ trở thành chủ nhân của Thanh Huyền Tông. Nhà họ Tô hoàn toàn chấn động. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Tô Trường Phong, trong đầu tiêu hóa tin tức này. Sau một lát, lão gia, tôi đồng ý với ông. Lão gia, quyết sách của ông đúng là quá tuyệt vời. Thanh ca à không, thiếu gia chủ, về sau quan tâm đến nhau nhiều hơn nhé. Vô số người chen chúc đi đến bên cạnh Tô Thanh ca chúc mừng. Tô Thanh ca ngây ngốc tại chỗ, giống như đang nằm mơ vậy. Thanh Huyền Tông, bên trong đại điện. Mười mấy quản lý Thanh Huyền Tông đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến Diệp Tông Chủ. Bên ngoài đại điện, trái tim của hơn triệu đệ tử đều run lên. Diệp Cuồng Nhân thật sự trở thành Tông Chủ rồi ư. Trời ạ, cậu ấy mới gia nhập Thanh Huyền Tông được bao lâu? Đừng nói nữa, mau quỳ đi. Một giây sau, hơn triệu đệ tử đồng loạt quỳ xuống, tham kiến Diệp Tông Chủ. Tham kiến Diệp Tông Chủ. Giọng nói trùng trùng điệp điệp, giống như là sấm sét phá vỡ bầu trời. Cùng lúc đó, trên một dãy núi bên ngoài Thanh Huyền Tông, Nam Cung Uyển đứng trên một tảng đá. Cô ta đeo khăn che mặt che kín khuôn mặt tuyệt sắc, chúc mừng anh, vừa ôm mỹ nhân về, còn trở thành chủ nhân của Thanh Huyền Tông. Bên cạnh là một hư ảnh người phụ nữ với ánh mắt lạnh như băng, con không đi chúc mừng cậu ta sao? Giữa hai người đã xảy ra chuyện nam nữ, hơn nữa còn xác định không mời cậu ta đi đại lục thượng cổ ư. Nam Cung Uyển cắn đôi môi đỏ, sư phụ, không cần. Đi thôi, hãy đưa con về nhà. Hư ảnh người phụ nữ nhíu mày, con làm như vậy đáng giá không? Nam Cung Uyển nở nụ cười xinh đẹp, con chỉ có làm như vậy, để anh ấy áy náy với con mới có thể nhớ kỹ về con. Nếu không bên cạnh anh ấy có nhiều người phụ nữ như vậy, sao anh ấy có thể nhớ đến một người như con chứ? Hai, hư ảnh người phụ nữ thở dài. Một giây sau, hư không nứt ra thành một cái khe, một luồng ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, bên trong đại điện Thanh Huyền Tông đều là cảnh tượng vui vẻ. Đám người nhao nhao chúc mừng Diệp Bắc Minh trở thành chủ nhân của Thanh Huyền Tông. Đột nhiên, một tiếng cười sang sảng truyền đến từ bên ngoài đại điện, Thanh Huyền Tông náo nhiệt như vậy sao, nghe nói mấy người chọn một người trẻ tuổi tiên thiên sơ kỳ làm tông chủ. Có chút thú vị, tông chủ tân nhiệm của Thanh Huyền Tông, còn không ra quỷ đón tôi. Người kia vừa dứt lời, các đệ tử Thanh Huyền Tông đều rung động quay đầu. Bầu trời hoàn toàn vắng vẻ, vạn dặm không mây. Ai vậy? Làm gì có ai? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ có ánh mắt của Lãnh Nguyệt và sát chủ ngưng tụ, người chưa tới mà giọng nói đã đến trước rồi. Đồng thời trong đầu Diệp Bắc Minh cũng vang lên một âm thanh, nhóc con, cảnh giới thần vương. Cách trăm dặm, 17 giây sau sẽ đến. Dưới ánh mắt của vô số người. 1, 2, 15, 16, 17. Vừa tới 17 giây. Ầm ầm. 10 người có sắc mặt uy nghiêm đồng thời đáp xuống trên quảng trường bên ngoài đại điện. Ầm một tiếng thật lớn, mặt đất vỡ ra vô số vết nứt. Vương Càn Dương lớn tiếng kêu lên, là sứ giả của võ đạo minh tới, mọi người mau theo tôi ra chào đón. Sau đó ông ta dẫn theo một đám nhân vật cấp cao của Thanh Huyền Tông ra ngoài nghênh đón. Diệp Bắc Minh làm tông chủ lại bị lơ đi. Hạ Nhược Tuyết có chút tức giận, những người này có ý gì? Bắc Minh, người làm tông chủ như anh còn chưa lên tiếng, bọn họ đã đi nghênh đón người ta trước rồi. Võ Đạo Minh, Lãnh Nguyệt và sát chủ biến sắc. Tô Trường Phong cũng giật nảy mình, những lão già này, sao lại đưa người của Võ Đạo Minh tới chứ? Diệp Bắc Minh chú ý tới sự biến hóa của hai người, Dì Nguyệt, sát tiền bối, Võ Đạo Minh là thế lực gì? Sắc mặt Lãnh Nguyệt nghiêm túc giải thích, Võ Đạo Minh rất đặc biệt,
là thế lực do các tông môn lớn đỉnh cao hợp tác xây dựng ra. Cho dù là tông môn gì cũng phải tuân thủ quy củ của võ đạo minh, nếu không bọn họ sẽ cùng nhau tấn công. Đương nhiên, nếu cháu tuân thủ theo quy củ của võ đạo minh, nếu giữa các môn phái có đấu tranh, võ đạo minh cũng sẽ chủ trì công đạo. Trong võ đạo minh có minh chủ, còn có các đại trưởng lão, chấp pháp sự vân vân. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt dừng lại một chút, tóm lại, võ đạo minh có quyền lợi chí cao vô thượng từ các tông môn lớn. Nói một câu không dễ nghe, bọn họ nắm quyền sinh sát các tông môn trong tay. Diệp Bắc Minh đã hiểu. Cái gọi là võ đạo minh, chẳng phải cũng giống như hiệp hội võ đạo ở giới phàm tục sao? Đám người Vương Càn Dương đi ra khỏi đại điện, các vị sứ giả, hoan nghênh đến Thanh Huyền Tông. Mười mấy người của võ đạo minh đứng chắp tay, ngẩng cao đầu lên, dáng vẻ cao cao tại thượng, hếch mũi lên nhìn người khác. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, nhìn khoảng 34-35 tuổi. Ông ta lạnh nhạt nhìn xuống đám người Vương Càn Dương đang khúm núm, Vương trưởng lão, chuyện gì xảy ra thế này? Tông chủ Thanh Huyền Tông đâu? Bản sứ giả tới, thế mà cậu ta còn không ra nghênh đón. Có phải là không để Lăng Thiên phóng tôi vào mắt không? Vương Càn Dương cười nói, Lăng sứ giả ngài đừng hiểu lầm, tông chủ của chúng tôi còn nhỏ tuổi. Mới vừa kế nhiệm vị trí tông chủ của Thanh Huyền Tông thôi, tôi sẽ gọi cậu ta ra đón tiếp ngài. Vương Càn Dương bình thường vẫn luôn cao cao tại thượng. Giờ phút này lại giống như một con chó. Ông ta cất cao giọng kêu to, nhanh đi thông báo cho tông chủ ra đón tiếp Lăng sứ giả của võ đạo minh. Nhìn thấy một màn này, các đệ tử của Thanh Huyền Tông đều không thể chấp nhận được. Đây chính là thái thượng trưởng lão của tông môn mình. Tất cả mọi người đều là người tập võ, ai mà không có một bầu nhiệt huyết. Có người không nhịn được nói ra, Vương trưởng lão, ông là của thái thượng trưởng lão Thanh Huyền Tông. Hẳn phải làm gương tốt, vậy mà ông lại có thái độ nịnh nọt như thế. Ánh mắt Vương Càn Dương ngưng tụ, cậu tên là gì, là phong nào? Sư phụ của cậu là ai? Đệ tử vừa nói kia ngẩng đầu ưỡn ngực, tôi tên là Chu Vũ. Lăng Thiên cong khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, giống như nhìn một con giun dế, cậu ta không phục, Lăng cẩu, giết cậu ta. Vâng, thiếu chủ. Một người trẻ tuổi bên cạnh mỉm cười gật đầu. Sau đó bước ra một bước, đi đến trước người Chu Vũ, vỗ tay xuống. A! Chu Vũ kêu thảm một tiếng, hóa thành một đống máu me tại chỗ. Chu sư huynh, anh lại giết Chu sư huynh. Mười đệ tử đỏ bừng mắt. Người trẻ tuổi tên Lăng Cẩu vừa ra tay cười lạnh, không phục. Chết chung đi. Hắn ta là cảnh giới Thánh Vương trung kỳ, vừa vỗ tay xuống, trong nháy mắt mười đệ tử đã hóa thành mưa máu. Những đệ tử khác của Thanh Huyền Tông vội vàng lui lại, sợ bị liên lụy đến. Giọng nói lạnh nhạt của Lăng Thiên vang lên, còn có ai chất vấn bản sứ giả nữa không? Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn triệu đệ tử đều cúi đầu, giận mà không dám nói gì. Vương Càn Dương cười làm lành, Lăng sứ giả, mấy đệ tử nho nhỏ mà thôi, ngài giết thì giết. Chỉ hy vọng đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài. Lăng Cẩu không kiên nhẫn, lão già kia, ông còn đứng đó nói nhảm cái gì? Thiếu chủ của chúng tôi tới đây lâu như vậy rồi mà tông chủ chó chết kia của mấy người còn không ra nghênh đón. Hắn ta quát lớn một tiếng, bây giờ, lập tức, lập tức. Bảo cậu ta ra quỳ đón. Đám người Vương Càn Dương nghe thấy lời này. Lập tức vui vẻ hẳn lên. Thứ mà bọn họ muốn chính là loại hiệu quả này. Dựa theo tính tình của Diệp Bắc Minh, nhất định sẽ xảy ra xung đột với đám người Lăng Thiên. Đến lúc đó sẽ mượn tay của Lăng Thiên để tiêu diệt Diệp Bắc Minh. Thanh Huyền Tông vẫn sẽ nằm trong sự khống chế của bọn họ. Vương Càn Dương quay người tiến vào đại điện, Diệp Tông Chủ, Lăng Thiên sứ giả của võ đạo minh tới, bảo cậu ra quỳ đón kia. Lãnh Nguyệt gầm thét, Vương Càn Dương, không phải là ông già nên hồ đồ rồi chứ. Ánh mắt sát chủ lạnh như băng, cho dù là sứ giả của võ đạo minh, các tông môn cũng không có quy củ phải quỳ đón. Chớ đừng nói đến là bắt tông chủ quỳ đón. Vương Càn Dương ngoài cười nhưng trong không cười, lãnh trưởng lão, sát trưởng lão, đây là ý của sứ giả võ đạo minh. Liên quan gì đến lão phu chứ? Đúng không, Diệp tông chủ? Tô Thanh Ca nhỏ giọng hỏi, ông nội, là võ đạo minh, Diệp tông chủ nên làm cái gì đây? Tô Trường Phong chớp chớp đôi mắt già nua, giống như là một con hồ ly, đừng nôn nóng vội, nhìn kỹ rồi hắn nói.
Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Vương Càn Dương, trong đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào, có phải ông cảm thấy mình rất thông minh không? Cái gì? Vương Càn Dương sửng sốt. Giọng nói của Diệp Bắc Minh tiếp tục truyền đến, muốn mượn đao giết người sao? Một câu giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của Vương Càn Dương. Tên này, cả người Vương Càn Dương run lên, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Tông Chủ, cậu. Cậu nói vậy là có ý gì? Diệp Bắc Minh cười một tiếng đầy ẩn ý, ông và mấy gia tộc đó làm không tệ, chúc mừng ông. Đã thành công đẩy gia tộc của mình vào vực sâu, chờ tôi xử lý xong người bên ngoài, nhà họ Vương của ông cũng xuống dưới với nhà họ Ô gia và nhà họ Ân đi. Vương Càn Dương biến sắc. Đôi mắt già nua của ông ta lập tức đỏ lên, cơ bắp trên mặt run rẩy. Diệp Tông Chủ, lão phu không biết lời này của cậu là có ý gì. Ha ha ha. Diệp Bắc Minh căn bản lười để ý đến ông ta, quát lên một tiếng lớn, người của võ đạo Minh Lăn tới đây quỳ lạy cho bản Tông Chủ. Giọng nói giống như hổ gầm rồng giống, gần như khiến tất cả mọi người khựng lại. Một giây sau, Tông Chủ ra mặt cho Thanh Huyền Tông. Hơn triệu đệ tử bên ngoài đại điện đồng loạt ngẩng đầu. Ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động và ngạc nhiên nhìn về phía chỗ sâu trong đại điện. Ai nấy đều đỏ bừng cả mắt, kích động sôi trào nhiệt huyết. Đậu má! Thanh Huyền Tông đang rất cần một tông chủ như thế. Sắc mặt đám người võ đạo Minh cực kỳ khó coi, Lăng Cầu nổi giận lôi đình, thiếu gia, thế mà tên nhóc này lại muốn chúng ta lăn vào quỳ lạy. Ha ha! Lăng Thiên không ngừng cười lạnh. Ánh mắt như một con sói, đi vào theo bản sứ giả, tôi rất muốn xem rốt cuộc là ai mà lại cuồng vọng như vậy. Trong nháy mắt đám người võ đạo Minh vừa bước vào đại điện. Diệp Bắc Minh đã trực tiếp ra tay. Kiếm Đoạn Long xuất hiện, một kiếm chém xuống. Một con rồng đỏ như máu chiếu sáng cả đại điện, chém về phía Lăng Cẩu. Thiếu chủ, cứu! Trên mặt Lăng Cẩu tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kiếm khí rơi xuống. Một đống máu nổ tung, bốc hơi phía dưới kiếm khí. Khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, tất cả mọi người của Thanh Huyền Tông và Võ Đạo Minh đều ngây ra, ai có thể nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại to gan như thế. Trực tiếp giết người của Võ Đạo Minh. Ông nội, không phải cháu đang nằm mơ chứ? Thân thể mềm mại của Tô Thanh Ca run rẩy, hai cái đùi như nhũn ra. Cô ta còn không thể đứng vững, phải bám chặt lấy cái ghế bên cạnh. Con người của Tô Trường Phong điên cuồng co vào, hít sâu một hơi, trời. Lão Phu vẫn đánh giá thấp cậu ấy. Đám người Vương Càn Dương ngây ra tại chỗ, rung động há to miệng. Diệp Bắc Minh dùng một kiếm giết Lăng Cẩu, đơn giản giống như một cái búa nặng rơi xuống khiến trái tim của bọn họ như muốn nổ tung. Lãnh Nguyệt cũng ngây ra. Sát chủ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Tiêu Nhã Phi sùng bái nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Tiêu Dung Phi cũng nhìn chằm chằm vào anh. Chỉ có Hạ Nhược Tuyết nở nụ cười, đây chính là người đàn ông của tôi. Diệp Tông Chủ, vô địch, vô địch, vô địch, vô địch. Bên ngoài đại điện, hơn triệu đệ tử kích động kêu to. Cơn giận vừa rồi nghẹn ở trong lòng, trong nháy mắt đã được xả ra ngoài. Mẹ nó đúng là quá thoải mái. Khóe mắt Lăng Thiên run rẩy, ánh mắt khóa chặt Diệp Bắc Minh, Lăng Cẩu mặc dù là một con chó bên cạnh tôi. Nhưng có câu tục ngữ là đánh chó phải ngó mặt chủ. Cậu lại dám giết chó của tôi ở ngay trước mặt tôi. Diệp Bắc Minh cười, tôi chẳng những giết chó của ông, mà còn muốn giết ông. Con người của Lăng Thiên khí co rụt lại. Cuồng vọng. Đúng là quá ngông cuồng. Cậu nói cái gì? Lăng Thiên đang định lên tiếng. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, trực tiếp chém tới. Đậu má. Một màn này khiến tất cả mọi người sợ choáng váng. Lăng Cẩu chỉ là thuộc hạ của Lăng Thiên, giết cũng được, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng Lăng Thiên là sứ giả võ đạo Minh hàng thật giá thật. Từ khi võ đạo Minh thành lập đến nay mới chỉ xảy ra khoảng 10 lần việc có tông môn ra tay với sứ giả võ đạo Minh. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ những tông môn kia đều bị hủy diệt. Biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Minh Nhi, dừng tay. Lãnh Nguyệt kêu to. Sát chủ cũng hô to, Minh Nhi, đừng làm loạn, cậu sẽ gây ra họa lớn đấy. Tô Thanh Ca hô lên một câu, anh Diệp, đừng mà. Tô Trường Phong trực tiếp nhắm mắt lại, xong rồi, hoàn toàn xong. Lão phu anh Minh một đời, thế mà lại đặt cược sai ư.
Có thế nào thì lão phu cũng không nghĩ đến Diệp Bắc Minh này lại ngông cuồng như thế. Lại dám ra tay với sứ giả võ đạo minh. Lăng Thiên cũng ngây ra, sắc mặt vô cùng dữ tợn, tốt. Tốt, tốt lắm. Kiếm Đoạn Long rơi xuống. Lăng Thiên căn bản không biết Diệp Bắc Minh kinh khủng như thế nào, ỷ vào mình là cảnh giới thần vương sơ kỳ, tiện tay chộp về phía Kiếm Đoạn Long. Cậu giỏi lắm. Chỉ bằng hành động hôm nay của cậu, Thanh Huyền Tông không cần thiết tồn tại nữa. Ông ta cắn chặt răng. Toàn bộ chân nguyên trong cơ thể đều vận chuyển, nhóc con, hãy cảm nhận cảnh giới nghiền ép đi. Khí tức của cảnh giới thần vương, thật là khủng khiếp. Giờ phút này, ngoại trừ Diệp Bắc Minh ra. Sát chủ, Lãnh Nguyệt, Hạ Nhược Tuyết, chị em nhà họ Tiêu, Tô Thanh Ca, Tô Trường Phong, Vương Càn Dương, tất cả đều không tự chủ được mà run rẩy một chút. Hơn triệu đệ tử Thanh Huyền Tông bên ngoài đại điện đều cảm nhận được sát ý kinh khủng của Diệp Bắc Minh. Thế mà trên mặt bọn họ còn ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, cậu còn không chết sao? Vương Càn Dương kích động cười to, hoàn toàn không thèm diễn nữa, tiên thiên sơ kỳ muốn chống lại cảnh giới thần vương. Cậu đúng là ngu. Chữ ngốc của ngu ngốc còn chưa kịp nói ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, cánh tay Lăng Thiên chụp vào Kiếm Đoạn Long nổ tung. Kiếm Đoạn Long xé nát tất cả. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến, khuôn mặt Lăng Thiên hoàn toàn vặn vẹo. Ánh mắt Vương Càn Dương điên cuồng co vào, trái tim đều ngưng đập. Kiếm thứ hai rơi xuống. Kiếm khí cuồng bạo xé nát tất cả, Lăng Thiên đã coi thường uy lực của Kiếm Đoạn Long. Dùng cơ thể ngăn cản, làm sao có thể chống đỡ được. Ngay lúc một kiếm này sắp chém lên trên người Lăng Thiên. Một khối ngọc bội trên cổ ông ta tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Một bóng người già nua xuất hiện. Ông ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cậu là ai? Dám đụng đến nhà họ Lăng tôi. Diệp Bắc Minh cũng không thèm nhìn bóng người kia một chút nào, Kiếm Đoạn Long chém lên trên huyết ảnh. Răng rắc, ngọc bội nổ tung, ngăn cản đa số uy lực. Sự uy của Kiếm Đoạn Long nện ở trên người Lăng Thiên, khiến toàn bộ gân mạch của ông ta đều đứt đoạn, nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết. Lăng Thiên sứ giả, cậu. Sắc mặt những người khác của võ đạo minh đều biến đổi, vô cùng kiêng kỵ nhìn Diệp Bắc Minh. Tất cả mọi người bên trong đại điện đều ngây ra, ai có thể ngờ được Diệp Bắc Minh chỉ là cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, thế mà lại có thể đánh bại Lăng Thiên. Đây chính là cảnh giới thần vương. Tổ sư thành lập Thanh Huyền Tông cũng chỉ là cảnh giới này mà thôi. Tô Trường Phong ngây người, đậu má. Ánh mắt lão phu vẫn còn tốt lắm, không đặt cược sai. Đậu má, đậu má. Đậu má, Tô Trường Phong kích động đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Sắc mặt của Vương Càn Dương và mấy lão già của những gia tộc lớn khác đều trắng bệch. Đứng tại chỗ giống như một pho tượng. Minh Nhi, Lãnh Nguyệt và sát chủ đồng thời nuốt nước miếng một cái. Hai người có nằm mơ cũng không ngờ được Diệp Bắc Minh lại nghịch thiên như thế. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Diệp Bắc Minh cầm Kiếm Đoạn Long trong tay, đi về phía Lăng Thiên giống như thần chết. Mười mấy người của võ đạo minh kêu to, Diệp Bắc Minh, cậu đừng làm loạn. Điên rồi, nhất định là cậu điên rồi. Cậu có biết Lăng Thiên là ai không? Vị trí của ông ta ở võ đạo minh chỉ là cái mác thôi, thân phận thật sự của ông ta là người nhà họ Lăng thượng cổ. Diệp Bắc Minh, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng giết Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng sợ choáng váng. Mặc dù ông ta là cảnh giới thần vương, nhưng cũng không phải là khổ luyện võ công để tăng lên. Đa số đều là dùng thuốc. Cho nên, cảnh giới thần vương của ông ta vẫn còn có chút yếu ớt. Nhưng cho dù như thế cũng không thể bị một tiên thiên sơ kỳ vừa tiếp xúc với võ đạo cấp cao đánh bại trong phút chốc chứ. Đậu má, đậu má, đậu má. Rốt cuộc tên nhóc này là quái vật gì? Lăng Thiên hối hận muốn hộc máu, nếu sớm biết như vậy, cho dù thế nào ông ta cũng sẽ không tới Thanh Huyền Tông. Nhìn Diệp Bắc Minh đi tới từng bước. Lăng Thiên nằm dạp trên mặt đất không ngừng lui lại, Diệp Bắc Minh, cậu không dám giết tôi. Cậu có biết gia tộc thượng cổ có nghĩa là gì không? Trong gia tộc của ông đây có bao nhiêu người trâu bò, cậu có biết không? Toàn bộ đại lục chân võ không có mấy người dám đối đầu với nhà họ Lăng đâu. Thế mà cậu lại phế bỏ tôi, đậu má. Cho dù đang bị thương rất nặng, Lăng Thiên vẫn không hề sợ hãi. Mấy chữ nhà họ Lăng đại diện cho tất cả.
Diệp Bắc Minh hứng thú cười một tiếng, tôi vẫn thích dáng vẻ ngang ngược càn rỡ của ông vừa rồi hơn. Để xem là miệng của ông cứng rắn, hay là kiếm đoạn long của tôi cứng rắn. Anh cầm kiếm đoạn long trong tay, đi về phía Lăng Thiên. Trong lòng mọi người đều giật mình. Không được. Diệp Bắc Minh muốn giết Lăng Thiên. Minh Nhi, đừng xúc động. Lãnh Nguyệt và sát chủ luống cuống, tiến lên thuyết phục. Tô Trường Phong cũng chạy đến, Diệp Tông Chủ, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão nói không sai. Không thể giết Lăng Thiên được. Đúng vậy, Tông Chủ, không giết được. Tông Chủ, xin ngài hãy nghĩ lại. Một màn hài kịch xuất hiện. Vô số người quỳ xuống cầu xin cho Lăng Thiên. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thiên không nhịn được cười ra tiếng, ha 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 ha, Diệp Bắc Minh cậu đã nhìn thấy chưa? Tất cả mọi người đều không dám giết tôi. Xin lỗi nhé, đúng là cậu rất nghịch thiên, đã khiến tôi lật thuyền trong mương. Thế nhưng sau lưng của tôi là ai? Hả, là nhà họ Lăng. Nhà họ Lăng, mày hiểu chưa, vãi. Lăng Thiên gầm thét một tiếng, đôi mắt đỏ bừng, bây giờ tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống cho tao. Tự phế đan điền, sau đó xin lỗi tao trước mặt tất cả người của Thanh Huyền Tông. Có lẽ, tao còn suy nghĩ cho mày chết toàn thây. Đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết hít sâu một hơi, Bắc Minh, giết. Bất luận có hậu quả gì, em gánh vác cùng anh. Tô Thanh Ca cũng phản ứng lại, hét lên với Diệp Bắc Minh, anh Diệp, giết Lăng Thiên đi, bất luận sau đó anh phải đối mặt với việc gì. Thanh Ca đối mặt cùng anh. Tô Trường Phong cũng sợ đến ngốc nghếch. Tô Thanh Ca, cô điên rồi phải không? Cô tự tìm cái chết, đừng kéo theo nhà họ Tô. Tô Trường Phong quát lớn một tiếng. Trái tim như ngồi trên xe leo núi, quá kích thích. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, không ngờ Tô Thanh Ca lại đứng ra. Tiêu Nhã Phi vùng nắm đấm nhỏ, hắn ta sỉ nhục anh Diệp như vậy, đáng chết. Anh Diệp, giết anh ta đi. Tiêu Dung Phi vội vàng bịt miệng của em gái, Nhã Phi, em im miệng đi. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước người Lăng Thiên, giơ kiếm đoạn long. Cuối cùng Lăng Thiên sợ hãi, toàn thân không ngừng run lên, khuôn mặt anh Tuấn không còn giọt máu, không, đừng. Anh Diệp, xin dừng tay. Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên. Lăng Thiên nhìn ra cửa đại điện, giống như tóm được ngọn cỏ cứu mạng, Chu Hoàng, Chu tỷ tỷ, cứu tôi. Cứu tôi với, tên nhóc này điên rồi, hắn muốn giết tôi. Chú Chu, chú cũng đến rồi, tốt quá. Người đến chính là Chu Hoàng. Ngoài cô ta ra, còn có một người đàn ông trung niên khí tức uy nghiêm và lão võ. Người đàn ông trung niên cũng sợ giật mình, ông ta nhanh chóng tự giới thiệu, tôi là Chu Hiếu Thiên, cậu chính là thần y mà Hoàng Nhi nói phải không? Tôi mặc kệ y thuật của cậu nghịch thiên thế nào, tôi quen biết người này. Hơn nữa cậu ta có thân phận rất cao trong nhà họ Lăng, nếu cậu giết. Còn chưa nói hết một câu. Phụt, kiếm đoạn long quét đến, đầu Lăng Thiên rơi xuống đất. Con người của hắn ta cũng sắp nổ tung, đến chết cũng không dám tin Diệp Bắc Minh lại dám giết mình. Mọi người Thanh Huyền Tông sửng sốt. Đồng tử của Lãnh Nguyệt và sát chủ chấn động. Tô Trường Phong trượt ngồi xuống đất, muốn khóc mà không có nước mắt. Khuôn mặt già của Vương Càn Dương tái nhợt, sợ đến suýt ngất xỉu. Cơ thể Chu Hoàng cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Chỉ có mấy người Hạ Nhược Tuyết, Tiêu Nhã Phi, Tô Thanh Ca ánh mắt vô cùng kiên định. Suýt. Chu Hiếu Thiên nhìn cái đầu của Lăng Thiên, đôi mắt run lên. Hít khí lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cậu thanh niên, cậu không biết cậu đã gây ra tai họa trời bể thế nào đâu. Bắt đầu từ lúc cậu giết Lăng Thiên, tôi đã đoán trước được. Chỉ cần là người có quan hệ với cậu, bố mẹ của cậu, sư phụ của cậu, huynh đệ tỉ muội của cậu. Thậm chí là bạn bè của cậu, những người quen biết cậu, đều chết chắc rồi. Chu Hiếu Thiên lắc đầu, nhà họ Lăng, cậu không chọc được đâu. Diệp Bắc Minh bật cười, dù sao tôi cũng không chọc được, hay là thêm một võ đạo minh đi. Cậu có ý gì? Chu Hiếu Thiên ngẩn người. Rất nhanh ông ta đã biết anh có ý gì. Chỉ thấy kiếm đoạn long trong tay quét ngang ra. Phụt, phụt, phụt. Đám người của võ đạo minh còn chưa phản ứng lại. Mười mấy cái đầu bay cao. Toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết. Trong tĩnh lặng, đôi mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lai nhìn đám người Vương Càn Dương, Vương trưởng lão, là các ông gọi người của võ đạo minh đến phải không? Vương Càn Dương và mấy ông lão sợ đến tê dại ra đầu.
thụp một tiếng quỳ dưới đất. Tông chủ, xin tha mạng. Tông chủ, đều là chủ ý của tên tiểu nhân Vương Càn Dương. Tông chủ, chúng tôi không dám có chút lòng phản nghịch nào. Tông chủ, chúng tôi tình nguyện ký khế ước linh hồn với cậu, mãi mãi thần phục cậu. Mấy ông lão điên cuồng dập đầu. Vương Càn Dương mềm nhũn dưới đất. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, muộn rồi. Một lần bất trung, cả đời không dùng đến. Hơn triệu đệ tử Thanh Huyền Tông bên ngoài đại điện thấy vậy, đồng loạt quỳ xuống, bái kiến Diệp Tông Chủ. Trong hội trường phòng khách Thanh Huyền Tông, Chu Hoàng giới thiệu, anh Diệp, đây là bố của tôi, Chu Hiếu Thiên. Ông ấy bị thương, cần anh ra tay. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, tôi nợ cô một ân tình, để tôi xem trước rồi nói. Chu Hiếu Thiên cau mày, tôi đã bị thương rất nhiều năm, cậu chắc chắn có thể chữa khỏi chứ. Diệp Bắc Minh không thèm giải thích, nếu không tin tôi, các người có thể ra về. Chu Hiếu Thiên lập tức nổi giận. Cậu thanh niên, cậu có thái độ gì vậy? Nếu không phải nể tình cậu quen biết Hoàng Nhi, tôi đã quay người bỏ đi rồi. Ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, cậu có chút thực lực, nhưng cậu đã đắc tội với Võ Đạo Minh và nhà họ Lăng. Bất kỳ người nào đắc tội với hai thế lực này, đều chết chắc. Cậu đắc tội với hai bên cùng lúc, ngoại trừ nhìn thấy cậu hành động theo cảm tính và ngu xuẩn ra, thì không nhìn thấy gì hết. Diệp Bắc Minh cũng không hề khách sáo, đừng nhìn nhận tôi bằng ánh mắt của ông, hiểu không? Cậu! Chu Hiếu Thiên nổi giận đùng đùng, quay người định bỏ đi. Nếu không phải Chu Hoàng kéo lại, ông ta sớm đã rời khỏi Thanh Huyền Tông, bố, đến thì cũng đến rồi. Bố để anh Diệp xem trước thì hơn. Chu Hiếu Thiên cười lạnh lùng một tiếng, cậu ta có thể nhìn ra kết quả gì? Thần y trong top 10 của Đại Lục Chân Võ cũng phải bó tay hết cách, tên ngông cuồng như này có thể chữa được bệnh của bố không? Bố à, bố nói ít vài câu đi. Chu Hoàng nóng ruột đến dậm chân, bố nghe lời con, không được sao? Chu Hiếu Thiên bất lực thở dài một tiếng, được, bố nợ con quá nhiều. Hôm nay sẽ nghe con một lần. Chu Hoàng vui mừng, anh Diệp, mời anh. Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước người Chu Hiếu Thiên. Trong tay có thêm mấy cây kim châm, trực tiếp đâm xuống. Vẻ mặt Chu Hiếu Thiên biến sắc, Diệp Bắc Minh, cậu không hỏi tình trạng của tôi thế nào ư? Cũng không bắt mạch và kiểm tra, trực tiếp dùng châm sao? Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, từ ánh mắt ban đầu tôi nhìn thấy ông, tôi đã biết tình trạng của ông rồi. Huyệt thiên đột kinh mạch của ông bị tổn thương, có lẽ là bị người khác đánh lén từ sau lưng. Huyệt thần khuyết bị người khác đâm xuyên, dẫn đến đan điền dần mất đi sức sống. Không những vậy, ông còn trúng độc, có lẽ là một loại hỏa độc cực kỳ hiểm độc. Người điều trị cho ông đúng là Lang Băm, dùng độc thuộc tính thủy để điều trị. Ông ta muốn dùng độc trị độc chắc. Ha ha, cách nghĩ rất tốt. Tiếc là hai loại độc tiếp xúc với nhau trong cơ thể ông, khiến kinh mạch của ông vỡ hỏng, dẫn đến dần dần bị teo lại. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, cho nên, cảnh giới của ông càng ngày càng giảm sút. Còn cần tôi nói thêm không? Đồng tử của Chu Hiếu Thiên co lại. Trong lòng nổi lên làn sóng sợ hãi, làm sao cậu ta biết tất cả việc này? Làm sao có thể? Hoàng Nhi, là con nói với cậu Diệp những việc này ư? Chu Hiếu Thiên nhìn sang Chu Hoàng, bất giác thay đổi cách xưng hô. Chu Hoàng lắc đầu, bố bị thương nhiều như vậy, con cũng không biết. Cơ thể già nua của Chu Hiếu Thiên chấn động. Đúng thế, Chu Hoàng thực sự không biết ông ta bị thương nhiều như vậy. Cho dù là người vợ kết tóc của ông ta cũng không biết, Diệp Bắc Minh làm sao biết được. Trừ phi, thực sự là cậu ta nhìn một cái đã nhìn ra. Nghĩ đến đây. Thái độ của Chu Hiếu Thiên trở nên cung kính hơn nhiều, cậu Diệp, vừa nãy đã đắc tội, mời cậu. Diệp Bắc Minh cắm kim châm trong tay xuống, đâm vào trong huyệt đạo của Chu Hiếu Thiên. Chu Hiếu Thiên chỉ cảm thấy một luồng ấm áp ập đến. Chân nguyên sắp cạn kiệt trong cơ thể lại sống lại. Liền sau đó, khuôn mặt già của Chu Hiếu Thiên đỏ bừng, lẩm bẩm, làm sao có thể. Kinh mạch của tôi, đan điền của tôi. Và cả các loại bệnh ẩn trong cơ thể. Lại, khỏi hết rồi. Bố à, là thật sao, Chu Hoàng ngẩn người. Lão võ hít khí lạnh, chủ nhân, ông thực sự khỏi hết rồi ư. Chu Hiếu Thiên nghiêm trọng gật đầu, khỏi hết rồi. Ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh, tiến lên trước một bước, quỳ một chân xuống, Chu Hiếu Thiên cảm tạ ơn cứu mạng của thần y Diệp,
đại ân đại đức, Chu Hiếu Thiên cả đời khó quên. Vừa nãy tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin thần y Diệp trách phạt. Cất giọng nghiêm trọng, vô cùng nghiêm túc. Bố, chủ nhân, Chu Hoàng và lão võ đều sửng sốt. Chu Hiếu Thiên lại quỳ trước Diệp Bắc Minh. Trời ơi, nếu để người của gia tộc thượng cổ khác nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn kinh mà chết. Phải biết rằng, Chu Hiếu Thiên là gia chủ nhà họ Chu gia tộc thượng cổ đấy. Cho dù là quỳ một chân xuống, cũng đủ khiến người ta kinh hãi nổ mắt. Mấy năm nay tu vi của ông ta trượt dốc, địa vị không vững chắc. Có tiếng mà không có miếng, nhưng hôm nay Chu Hiếu Thiên hồi phục, tất cả đều không phải là vấn đề. Diệp Bắc Minh đỡ Chu Hiếu Thiên đứng lên, biết sai mà sửa là được. Tôi kê cho ông một đơn thuốc, ông điều dưỡng một tháng, có thể hồi phục đỉnh phong. Chu Hoàng, lão võ, vãi, còn biết sai mà sửa. Cậu biết ông ta là ai không? Chu Hiếu Thiên cười lớn ha ha, đúng đúng đúng, thần y Diệp nói đúng lắm. Bắt đầu từ bây giờ, chuyện của thần y Diệp chính là chuyện của Chu Hiếu Thiên tôi. Tuy nhà họ Lăng hơi rắc rối, nhưng tôi có thể ra mặt giải quyết. Còn võ đạo minh, cao mày, cũng được, tôi sử dụng một vài mối quan hệ, cùng lắm là hy sinh một chút. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, được. Một chữ được là xong rồi. Nếu là nửa canh giờ trước, Chu Hiếu Thiên nhất định cho rằng Diệp Bắc Minh quá ngông cuồng. Bây giờ, Chu Hiếu Thiên cho rằng Diệp Bắc Minh có bản lĩnh để cuồng ngạo. Diệp Bắc Minh bỗng nhiên nhớ ra điều gì, đúng rồi, hỏi thăm ông một nơi. Chu Hiếu Thiên cười gật đầu, thần y Diệp, cậu nói đi. Diệp Bắc Minh hỏi thẳng, các ông từng nghe nói đến vùng đất Nhật Lạc không? Vùng đất Nhật Lạc, Chu Hiếu Thiên ngẩn người. Chu Hoàng cũng ôm cái miệng nhỏ. Lão võ không nhịn được run lên. Bầu không khí trong hội trường phòng khách trở nên quỷ dị. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, nói như vậy thì các người đều biết. Chu Hoàng nuốt nước miếng, anh Diệp, anh hỏi thăm nơi này làm gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi có lý do phải đến đó. Nếu các người biết, nói với tôi là được. Chu Hiếu Thiên cau chặt mày, hơi khó xử, cậu Diệp, tôi nói với cậu đặc điểm của vùng đất Nhật Lạc trước vậy. Bóng tối, là đặc điểm vĩnh viễn của vùng đất Nhật Lạc. Nơi đó không có quy tắc. Tuân thủ luật rừng cá lớn nuốt cá bé, thực lực là tất cả. Những thứ tà ác nhất dưới gầm trời đều hội tụ trong bóng tối, các loại mầm mống tham lam, bá đạo, hung tàn, dâm tà, tội ác đều đang nảy sinh. Cho dù là gia tộc thượng cổ, cũng không muốn đặt chân đến. Người cảnh giới thánh chủ trở xuống tiến vào vùng đất Nhật Lạc chẳng khác gì đi nộp mạng, cảnh giới thánh chủ trở lên mới có chút khả năng tự bảo vệ bản thân. Cho dù là lúc tôi ở thời kỳ đỉnh phong, tiến vào nơi đó cũng phải vô cùng cẩn thận. Nói hết xong một lúc, Chu Hiếu Thiên nhìn sang Diệp Bắc Minh, thần y Diệp, tôi khuyên cậu, từ bỏ đi. Diệp Bắc Minh vẫn thản nhiên, cảm ơn đã nhắc nhở, ông nói cho tôi biết vị trí của vùng đất Nhật Lạc đi. Đan điền của mấy sư tỷ, chỉ có quả thần hỏa tang của vùng đất Nhật Lạc mới có thể khôi phục. Kể cả là 18 tầng địa ngục, anh cũng phải đến một chuyến. Chu Hiếu Thiên và Chu Hoàng quay sang nhìn nhau. Chu Hiếu Thiên gật đầu, được, tôi nợ thần y Diệp một cái mạng. Vừa hay, tôi có mấy người bạn ở vùng đất Nhật Lạc, ít nhất có thể bảo vệ an toàn cho cậu. Hoàng Nhi, con cầm vật này đi cùng cậu Diệp đến vùng đất Nhật Lạc một chuyến. Còn về bên phía Thanh Huyền Tông, nhà họ Chu sẽ lo ổn thỏa tất cả. Về đến Nguyệt Phong, Diệp Bắc Minh nói với mọi người một tiếng. Mình phải rời khỏi Thanh Huyền Tông, đến vùng đất Nhật Lạc. Lãnh Nguyệt kéo Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, con chắc chắn chưa? Sợ rằng con vẫn chưa biết sự nguy hiểm của vùng đất Nhật Lạc đâu. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, dì Nguyệt, con đã tìm hiểu rồi. Dì yên tâm, con có năng lực tự bảo vệ mình. Lãnh Nguyệt nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Sát chủ lên tiếng, bà yên tâm đi, cậu nhóc này không giống với tưởng tượng của chúng ta. Cậu ta là kẻ biến thái. Diệp Bắc Minh chắp tay, sát tiền bối. Trong lúc tôi không ở Thanh Huyền Tông, mong bà và dì Nguyệt quản lý mọi việc. Sát chủ gật đầu, được. Diệp Bắc Minh lại nhắc một câu, còn cả mọi người nhà họ Diệp, mọi người phần Thiên Tông, giúp họ nâng cao thực lực. Không vấn đề. Sát chủ tiếp tục gật đầu. Diệp Bắc Minh hơi yên tâm, tôi đi thăm các sư tỷ đây. Đi vào trong phòng. Mấy người Khương Tử Cơ, Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ,
Liễu Như Khanh, Hoàng hậu Hồng Đào vẫn nằm trên giường. Ngoài việc không thể tỉnh lại, thì những thứ khác đều bình thường. Hạ Nhược Tuyết chăm sóc bọn họ, nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi vào, Bắc Minh, các tỷ còn phải nằm thế này bao lâu nữa? Diệp Bắc Minh mỉm cười, anh đã có manh mối rồi. Anh nói với Hạ Nhược Tuyết thông tin của vùng đất Nhật Lạc, hôm nay sẽ khởi hành đến đó. À, Hạ Nhược Tuyết đỏ con mắt, anh sắp đi ư? Ừm, em thật vô dụng, nếu không phải thực lực quá yếu, em đã có thể đi cùng anh rồi, Hạ Nhược Tuyết ôm lấy Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười nói, yên tâm, cùng lắm anh đi một tháng là về. Hạ Nhược Tuyết cắn môi đỏ, đừng nói là một tháng, một ngày em cũng không đợi được. Lần trước chia tay anh là cách xa luôn gần nửa năm, anh nói một tháng, ai biết có phải một tháng không? Không được, phần của một tháng tiếp theo, anh phải cho em. Diệp Bắc Minh. Liền sau đó, Hạ Nhược Tuyết đã lao đến. Diệp Bắc Minh hơi hoảng loạn, Nhược Tuyết, đợi đã, các sư tỷ còn đang ở đây đấy. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, chặn miệng anh, bọn họ còn đang hôn mê, tạm thời sẽ không tỉnh được. Không được. Diệp Bắc Minh đỏ mặt tía tai. Hạ Nhược Tuyết nâng cằm của Diệp Bắc Minh, em nói được là được. Cùng lúc đó, ở vùng đất Nhật Lạc, một năm bốn mùa đều không có ánh mặt trời, bóng tối mãi mãi chiếm cứ nơi này. Sâu trong một tòa cung điện cổ xưa, người đàn ông mặc chiến giáp bước nhanh vào, quỳ một chân trước vương tọa. Chủ nhân, Thanh Huyền Tông truyền đến tin mới nhất. Diệp Bắc Minh mà cô bảo tôi theo dõi sắp khởi hành đến vùng đất Nhật Lạc. Giọng nói vang vọng khắp trong đại điện. Một cô gái ngồi vắt chéo hai chân trên vương tọa. Tay cầm một ly rượu ngon. Cô gái vừa chính vừa tà. Khuôn mặt tuyệt mỹ hơi phúng phính dễ thương. Nhưng sâu trong đôi mắt nghiêng nước nghiêng thành lại lóe lên ý lạnh như tử thần. Sau khi nhấp nhẹ ngụm rượu vang, cô gái trên vương tọa chậm rãi đứng lên, vươn vai, đã đợi lâu vậy rồi, cuối cùng tiểu sư đệ cũng đến. Tôi đã hẹn với sư phụ, chỉ cần tiểu sư đệ đến vùng đất Nhật Lạc, tôi có thể rời khỏi nơi này. Người đàn ông mặc chiến giáp do dự một lúc, chủ nhân, còn có một tin. Nói đi. Người đàn ông mặc chiến giáp nuốt nước miếng, chủ nhân, mấy sư muội của cô bị thương, tất cả bị moi đan điền. Bây giờ tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Ầm ầm, một luồng khí tức khủng bố bùng phát. Cô gái vốn vô hại, sắc mặt lập tức đen xì, là ai làm? Anh Diệp xuất phát thôi. Chu Hoàng đến chỗ ở của Diệp Bắc Minh. Trong phòng truyền ra âm thanh kỳ lạ. Cơ thể Chu Hoàng chấn động. Lại là âm thanh đó. Trời ơi, Chu Hoàng, rốt cuộc mày bị sao vậy, làm sao lần nào cũng gặp phải chuyện khó xử này. Hai chân Chu Hoàng mềm nhũn, nhếch nhác bỏ chạy. Tổng bộ võ đạo Minh. Trong phòng họp rộng lớn, một đám nguyên lão nghe thuộc hạ bẩm báo, người nào cũng chừng mở mắt thật to. Sứ giả của võ đạo Minh bị giết rồi. Đối phương là tông chủ của Thanh Huyền Tông. Một thanh niên cảnh giới tiên thiên sơ kỳ. Lập tức, cả phòng họp xôn xao. Thanh Huyền Tông này không cần thiết phải tồn tại nữa. Cho ba nguyên lão cảnh giới thần vương ra tay đi, san bằng Thanh Huyền Tông. Lần trước dám giết sứ giả võ đạo Minh, là từ mấy trăm năm trước phải không? Sắc mặt rất nhiều nguyên lão cực kỳ lạnh lùng. Đột nhiên, có người nói, các vị tiền bối, sứ giả bị giết là Lăng Thiên. Cái gì, Lăng Thiên? Mọi người ngẩn người. Liền sau đó, mọi người kinh hãi kêu lên, ông nói cái gì? Lăng Thiên, là Lăng Thiên của nhà họ Lăng gia tộc thượng cổ. Tất cả nguyên lão biến sắc, lần này rắc rối lớn rồi. Người chết là Lăng Thiên, sợ rằng nhà họ Lăng sẽ không dễ dàng tha cho Thanh Huyền Tông. Đột nhiên, bên ngoài phòng họp vang lên giọng nói, báo, Minh Chủ, có mật thư của gia chủ nhà họ Chu. Trình lên đây. Minh Chủ võ đạo, Tôn Kiếm Khung uy nghiêm quát lên. Người đến lập tức trình mật thư lên. Mấy trăm nguyên lão có mặt đều nhìn qua. Một lát sau, Tôn Kiếm Khung cau mày, lần này thú vị rồi. Có chuyện gì vậy Minh Chủ? Một ông lão nghi hoặc hỏi. Những người khác đều nhìn Tôn Kiếm Khung, chỉ nghe ông ta cất giọng nghiêm trọng, tông chủ của Thanh Huyền Tông giết Lăng Thiên lại là sứ giả của võ đạo Minh. Theo lý thì Thanh Huyền Tông đã đắc tội với cả nhà họ Lăng và võ đạo Minh, nhưng các ông tự xem đi. Nói xong, đưa thư trong tay ra. Mọi người truyền nhau xem một lượt xong, sắc mặt dao động. Nhà họ Chu,
Đây là thư viết tay của Chu Hiếu Thiên. Nhà họ Chu lại bảo vệ Thanh Huyền Tông. Rốt cuộc là thế nào? Mọi người nhỏ tiếng bàn tán. Tôn Kiếm Khung cười, đã có nhà họ Chu lên tiếng, đương nhiên chúng ta phải nể mặt. Giữa Võ Đạo Minh và các gia tộc thượng cổ, vốn kiềm chế lẫn nhau. Bản Minh Chủ còn đang suy nghĩ phải ăn nói với nhà họ Lăng thế nào, bây giờ tốt rồi, nhà họ Chu đã gánh vác tất cả rồi. Chúng ta chỉ cần đứng ngoài xem là được. Các nguyên lão khác đều gật đầu, đúng thế, nếu nhà họ Chu và nhà họ Lăng đấu nhau, có lợi cho chúng ta. Lúc này, có một thuộc hạ của Võ Đạo Minh xông vào, báo, bẩm báo Minh Chủ và các vị nguyên lão, có thông tin của Kiếm Long Đồ rồi. Cái gì? Đôi mắt của tất cả mọi người nghiêm lại. Soạt, tất cả nhìn sang người này. Ngay cả đồng tử của Tôn Kiếm Khung cũng co lại, mau nói đi. Thuộc hạ của Võ Đạo Minh mau chóng nói, thông tin mới nhất, Kiếm Long Đồ nằm trong tay Diệp Bắc Minh, tông chủ của Thanh Huyền Tông. Tông chủ, đây chính là chân dung của hắn và Kiếm Long Đồ. Lại là Thanh Huyền Tông. Đám người Võ Đạo Minh ngẩn người. Tôn Kiếm Khung vội hỏi, mau, trình tranh chân dung lên. Vâng. Thuộc hạ của Võ Đạo Minh tiến lên, quỳ một chân, trình bức chân dung lên. Từ từ mở ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy, trong bức tranh là một người đàn ông vô cùng trẻ, thậm chí có thể nói là hơi non nớt. Nhưng tư thế trên bức tranh lại cho người ta cảm giác khí thế vô địch. Anh cầm một thanh trường kiếm màu đen, bên trên điêu khắc hình rồng vần quanh. Đúng là Kiếm Long Đồ. Vật này lại xuất thế rồi. Nghe nói Kiếm Long Đồ là một tấm bản đồ, có thể tìm được tòa bảo tháp trong truyền thuyết, ánh mắt của rất nhiều nguyên lão của Võ Đạo Minh sáng lên, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ tham lam. Tôn Kiếm Khung lập tức hỏi, Diệp Bắc Minh ở đâu? Thuộc hạ của Võ Đạo Minh trả lời, nửa canh giờ trước, Diệp Bắc Minh đã rời khỏi Thanh Huyền Tông. Hình như, đi đến vùng đất Nhật Lạc. Vùng đất Nhật Lạc. Tất cả đều ngẩn người, tên nhóc này đến nơi đó làm gì? Diệp Bắc Minh và Chu Hoàng đi đến vùng đất Nhật Lạc, cho đến chiều tối mới tìm được một sơn cốc để nghỉ ngơi. Châm đuốc. Chu Hoàng còn đặc biệt giải ít bột thuốc ở xung quanh. Giải thứ này có thể che được khí tức, đề phòng nửa đêm bị ma thú tấn công. Diệp Bắc Minh muốn nói không cần phải làm như vậy, ma thú nhìn thấy anh, nhận chủ còn không kịp ấy chứ. Làm sao có thể tấn công? Nửa tiếng sau. Anh Diệp, anh đói không? Chu Hoàng nướng một con chim. Nhìn Diệp Bắc Minh ngồi khoanh hai chân, im lặng vận khí, ánh mắt của Chu Hoàng rất quái dị. Chỉ cần nhìn mặt của Diệp Bắc Minh, trong đầu cô ta lại bất giác vang lên âm thanh kỳ lạ đó. Cơ thể cũng phải tê dại. Diệp Bắc Minh mở đôi mắt, cảm ơn, tôi không đói. Được. Chu Hoàng vội vàng quay đầu. Khuôn mặt đỏ nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Bắc Minh. Trái tim thục thục đập điên cuồng. Soạt. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh đứng lên, giơ tay chém về một hướng. Đường kiếm khí màu đỏ máu lại bùng phát ra từ trong bàn tay của anh. Cùng với tiếng kêu thảm, một người đàn ông trung niên từ bóng tối trượt lao ra. Soạt. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, giẫm lên lồng ngực của ông ta, ông là ai? Tại sao nhìn lén chúng tôi? Tiểu thư cứu, cứu tôi. Người đàn ông há miệng, phun ra ngụm máu tươi. Chu Hoàng nhận ra người này, sợ giật mình, anh Diệp, xin anh nương tay. Ông ta tên là Chu Quốc Nghiệp, là nhân viên tình báo của nhà họ Chu. Ý lạnh trong đôi mắt Diệp Bắc Minh biến mất, buông Chu Quốc Nghiệp ra. Khụ khụ. Chu Quốc Nghiệp bò dậy, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, cậu thực sự chỉ là cảnh giới tiên thiên sơ kỳ sao? Diệp Bắc Minh gật đầu. Chu Quốc Nghiệp rất muốn chửi thề. Vãi. Tuy thực lực của ông ta không cao, nhưng ít nhất cũng là cảnh giới Thánh Vương Trung Kỳ đấy. Che giấu khí tức cũng tuyệt đối hàng đầu, vốn âm thầm lại gần, vậy mà bị tên nhóc này chém một nhát đao tay bị thương từ xa cách trăm mét. Đúng là nghịch thiên. Anh là quái vật gì đây? Chu Hoàng cất giọng nghiêm trọng, Chu Quốc Nghiệp, ông không theo bố của tôi, đến đây làm gì? Chu Quốc Nghiệp mới nhớ ra mục đích của mình, tiểu thư, gia chủ viết một bức thư cho cô. Lấy ra đây. Chu Hoàng thấy hơi kỳ lạ. Vâng. Sau khi Chu Quốc Nghiệp đưa bức thư ra, rồi đi cả nhắc rời đi. Chu Hoàng mở bức thư, sau khi đọc một lượt. Khuôn mặt bỗng biến sắc, hít khí lạnh, hỏng rồi. Diệp Bắc Minh cảm thấy chuyện này liên quan đến mình, sao thế?
Chu Hoàng hít sâu một hơi, anh Diệp, anh đừng đến vùng đất Nhật Lạc thì hơn. Nếu anh thực sự đến đó, sợ rằng không quay về được. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, ồ. Chu Hoàng giải thích, anh Diệp, bố của tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Bên phía Võ Đạo Minh, bố tôi đã sắp xếp chu đáo ổn thỏa, Võ Đạo Minh thể hiện sẽ không truy cứu chuyện anh giết sứ giả. Hơn nữa, bố của tôi đích thân đến nhà họ Lăng một chuyến, dùng thành ý lớn nhất để bảo đảm cho anh. Tuy nhà họ Lăng đã đồng ý, nhưng... Cô ta dừng một chút, quan sát vẻ mặt của Diệp Bắc Minh. Tiếc là, vẻ mặt của Diệp Bắc Minh không hề thay đổi. Cô ta tiếp tục nói, nhưng nhà họ Lăng chỉ đồng ý, không ra tay với Thanh Huyền Tông. Còn về anh, vì đã giết Lăng Thiên, cho nên một vị lão tổ vô cùng yêu quý Lăng Thiên của nhà họ Lăng đã nói, anh chết chắc rồi. Diệp Bắc Minh cười, hay cho câu chết chắc rồi. Gia tộc thượng cổ các cô đều ngạo mạn như vậy sao? Lăng Thiên chủ động đến Thanh Huyền Tông khiêu khích, bị tôi giết xong thì thành tôi sai. Chu Hoàng cau mày, anh Diệp, theo lý mà nói thì anh không sai. Nhưng trên thế giới này, không phải là cá lớn nuốt cá bé sao? Nói lý lẽ với nhà họ Lăng không có tác dụng đâu, hiện giờ thứ bọn họ muốn là mạng sống của anh. Vị lão tổ kia của nhà họ Lăng đã biết anh muốn đi vùng đất Nhật Lạc nên đã treo giải thưởng. Cô ta cắn cắn môi đỏ, bất kỳ ai, chỉ cần chém rơi đầu của anh, sẽ được phép mang đi một kiện thần khí từ trong kho báu vật của nhà họ Lăng. Thần khí, chính là mơ ước của vô số võ giả. Sức hấp dẫn của một kiện thần khí đủ để khiến võ giả cảnh giới thần vương động tâm. Có thể tưởng tượng được Diệp Bắc Minh nguy hiểm nhường nào. Ha ha, ha ha. Diệp Bắc Minh liên tục cười lạnh, anh thật sự nổi giận. Trong lòng có lửa giận hừng hực thiêu đốt. Những gia tộc thượng cổ này luôn luôn kiêu ngạo, con cháu đời sau của bọn họ bắt nạt người khác nhưng bị giết ngược lại, giờ chạy đến hạ lệnh truy nã cái gì. Xem anh là quả hồng mềm, dễ bắt nạt đúng không? Cứ để bọn họ đến đi, đúng lúc, để tôi thử xem kiếm của tôi có sắc bén không. Một giây sau, một cỗ sát ý ngập trời bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Gió lớn nổi lên. Lúc này, Chu Hoàng có cảm giác sợ mất mật. Nhưng dù khí thế của Diệp Bắc Minh có mạnh mẽ tới đâu cũng chẳng thể lay động toàn bộ nhà họ Lăng. Anh Diệp, trong thư bố tôi có nói. Chu Hoàng tiến lên trước, bây giờ anh có thể đến nhà họ Chu. Nhà họ Chu nhất định sẽ dùng hết tất cả biện pháp che chở cho anh. Bất luận là ân tình của Diệp Bắc Minh đối với bố cô ta, hay y thuật quỷ thần khó lường của anh. Đều đáng giá để nhà họ Chu làm như vậy. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, khoát tay, kiếm đoạn long xuất hiện, sát ý lạnh như băng đông lại, không còn kịp rồi, đã có người tới. Bỗng nhiên, ha 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 ha, một giọng cười điên cuồng truyền đến, thằng kia, không ngờ mày còn rất cảnh giác đấy. Chỉ tiếc, hiện tại lão phu muốn chém đầu của mày đi nhà họ Lăng nhận thưởng. Không biết đầu của thằng này đáng tiền ở đâu mà có thể đổi được một kiện thần khí nhỉ? Một lão giả âm trầm đi ra từ chỗ tối. Trên vai và trên đầu lão ta đậu mười mấy con quạ đen, con ngươi lóe lên vẻ khát máu. Chu Hoàng hít sâu một hơi, lão giả quạ đen. Lão giả quạ đen cười khà khà, công chúa nhỏ của nhà họ Chu đúng không? Yên tâm, lão phu không dám đắc tội nhà họ Chu. Lão ta duỗi một ngón tay, ngoắc ngoắc Diệp Bắc Minh. Nhưng đầu của vị bên cạnh này, tôi muốn mượn dùng một chút. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long trong tay, bóng chớp trùng điệp. Ầm ầm, một tia sét lấp lóe đánh về phía lão già quạ đen. Chu Hoàng giật nảy mình, anh Diệp cẩn thận, cảnh giới của lão già quạ đen không cao lắm, mới chỉ là cảnh giới thánh chủ đỉnh phong. Nhưng lão ta vô cùng giỏi dùng độc, cẩn thận. Ha ha ha. Muộn rồi, lão già quả đen nhe răng cười, tay áo dài màu đen vung lên. Bù! Một đám mây đen càn quét, bao phủ Diệp Bắc Minh. Chớp mắt nuốt chừng anh. Chu Hoàng biến sắc, anh Diệp, đừng! Lão già quả đen chật chật lắc đầu, cũng quá đơn giản đi, tôi còn tưởng rằng phiền phức lắm cơ. Thần khí của nhà họ Lăng, lão phu nhất định. Lão ta chưa kịp nói xong một câu. Gào gào! Một tiếng rồng ngâm. Một đạo kiếm khí xông ra khỏi đám mây độc. Xuyên thấu lồng ngực lão già quạ đen. Con ngươi lão ta co rụt, mày. Đây là kịch độc lão phu tâm đắc nhất. Sao mày làm được? Diệp Bắc Minh cười lạnh, kịch độc. Cái này á. Hít. Hít sâu một hơi.
tất cả chỗ mây đen kia bị Diệp Bắc Minh hít vào trong cơ thể. Anh Diệp, Chu Hoàng bị dọa sợ, gắt gao che miệng. Lão già quả đen hít ngược một hơi khí lạnh. Đôi mắt lão ta đỏ bừng, tràn ngập tia máu, gào thét không thể nào. Chắc chắn không có ai có thể đỡ được kịch độc của lão phu. Dù là cảnh giới thần vương, cũng không thể cản. Thân thể lão già quả đen đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, lên đường. Chu Hoàng nhìn chằm chằm vào đám xương máu kia, đi theo phía sau anh. Hai người vừa đi khỏi, lại có hai lão giả chạy ra từ bóng tối. Lão giả một mắt nghiêm mặt, khó trách nhà họ Lăng chịu dốc hết vốn liếng như vậy, bằng lòng lấy một kiện thần khí treo thưởng đầu lâu của người này. Lão giả bên cạnh nuốt nước miếng, lão già quả đen đã chết rồi. Hơn nữa, ông có thấy không, vừa rồi tên kia nuốt hết xương độc của lão già quả đen. Lão già một mắt gật đầu, thấy rồi. Bỗng nhiên, lão ta cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ khóa chặt mình. Hơi thở tử vong tràn ngập, lão già một mắt biến sắc, không tốt, đi mau. Lão già bên cạnh hoảng sợ nhìn về bóng tối phía trước. Giống. Một tiếng rồng ngâm truyền đến. Chợt thấy. Trong bóng tối, một con tổ long màu đen lao đến, đánh trúng hai người. Phụt, phụt. Hai đám xương máu nổ tung. Diệp Bắc Minh và Chu Hoàng nhanh chóng đi về phía vùng đất Nhật Lạc. Suốt ba ngày nay, bọn họ. Hoặc là nói, một mình Diệp Bắc Minh bị đánh úp 139 lần. Không hề ngoại lệ, tất cả kẻ tấn công đều bị chém. Gương mặt xinh đẹp của Chu Hoàng trắng bệch, giọng nói run rẩy, anh Diệp, nếu không thì chúng ta trở về nhà họ Chu đi. Ba ngày giết chóc liên tục, quanh thân Diệp Bắc Minh bao phủ một tầng hơi thở chết chóc. Dù là Chu Hoàng cũng không dám lại gần. Diệp Bắc Minh chỉ nói bốn chữ, tiếp tục đi tới. Chu Hoàng không hiểu, anh Diệp, tại sao anh lại phải đi đến vùng đất Nhật Lạc chứ? Rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Bắc Minh yên lặng, tôi muốn tìm cây thần hỏa tang. Lấy quả thần hỏa tang. Cây thần hỏa tang. Chu Hoàng sững sờ, anh Diệp, đây là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Thứ này tôi cũng từng nghe nói qua, hình như đã từng xuất hiện ở vùng đất Nhật Lạc. Nhưng tôi cam đoan với anh, hiện tại vùng đất Nhật Lạc chắc chắn không có cây thần hỏa tang. Nếu anh đến vì thứ này, càng nên từ bỏ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, dù chỉ có hy vọng mỏng manh, tôi cũng nhất định phải đi. Chu Hoàng thấy không thể thuyết phục. Chỉ đành tiếp tục đi cùng Diệp Bắc Minh. Trạng vạng tối ngày thứ năm, thời điểm mặt trời lặn cuối cùng. Một đoạn tường thành nhấp nhô màu đen dài liên miên xuất hiện trước mắt. Cổ xưa, hoang vu, tử vong, mang lại cho người ta cảm giác áp bách hít thở không thông. Dòng dã suốt 5 ngày, bọn họ chịu đựng tổng cộng hơn 500 lần công kích lớn nhỏ bất ngờ. Hơn ngàn tên tu võ trên Thánh Vương ngã xuống dưới tay Diệp Bắc Minh. Cuối cùng cũng đến vùng đất Nhật Lạc. Anh Diệp, phía trước chính là vùng đất Nhật Lạc. Chu Hoàng còn lấy ra một cái mặt nạ đưa cho Diệp Bắc Minh, anh Diệp, mới tới vùng đất Nhật Lạc, chúng ta vẫn nên khiêm tốn chút đi. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng lắc đầu, khiêm tốn. Tại sao phải khiêm tốn? Năm ngày này, anh từng chịu đựng hơn 500 lần đánh úp. Hiện tại đã đến vùng đất Nhật Lạc, dù mang mặt nạ cũng sẽ bị người khác nhận ra. Liệu khiêm tốn có tác dụng không? Một giây sau, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, chân nguyên cả người phun trào. Anh quát lên với tường thành cổ xưa trước mắt, vùng đất Nhật Lạc, Diệp Bắc Minh tôi đến rồi. Giống, một tiếng rồng ngâm vang lên. Trong chớp mắt, giọng nói của Diệp Bắc Minh vang rền như sấm sét, truyền khắp phạm vi trăm dặm. Một giây sau, bên trong vùng đất Nhật Lạc, người thuộc đủ loại thế lực sôi nổi ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía tường thành. Kinh ngạc. Không ngờ tới. Khó mà tin được. Diệp Bắc Minh. Là cái thằng được nhà họ Lăng treo thưởng một kiện thần khí ấy hả? Cậu ta đến vùng đất Nhật Lạc rồi. Lại còn kiêu ngạo như vậy. Đi, đi ra xem sao. Vô số người tu võ nhao nhao xuất hiện ở trên tường thành, nhìn Diệp Bắc Minh bên dưới như đang nhìn một con kiến. Tiên thiên sơ kỳ. Mẹ nó, không thể nào. Thằng này lấy dũng khí từ đâu đấy? Tiên thiên sơ kỳ cũng dám đứng đây kêu la gọi bậy. Một số người buồn cười lắc đầu. Đôi mắt của một lão giả hơi trầm xuống, đừng coi thường kẻ này. Suốt 5 ngày này, ít nhất có hơn ngàn người tu võ ra tay với người này vì thần khí của nhà họ Lăng.
không có ngoại lệ, tất cả đều ngã xuống. Tạch! Nghe được lời này, ánh mắt của mọi người đọng lại, một lần nữa nhìn thẳng Diệp Bắc Minh. Đối mặt với hàng ngàn hàng chục ngàn ánh mắt trên tường thành, thân thể mềm mại của Chu Hoàng bị dọa đến run run. Cô ta trốn sau lưng Diệp Bắc Minh theo bản năng, anh Diệp. Anh làm cái gì vậy? Chu Hoàng sắp bị dọa điên rồi. Một giây sau, Diệp Bắc Minh cử động, trái tim Chu Hoàng thiếu điều bị dọa đến nổ tung. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh khoát tay, lấy ra kiếm đoạn long, nghe nói mọi người gọi kiếm này là kiếm long đồ hả? Có người nào muốn không? Hiện tại, chỉ cần mấy người xuống tay chặt đầu tôi, thanh kiếm này chính là của các người. Hơn nữa, đầu của tôi còn có thể đổi được một kiện thần khí của nhà họ Lăng. Anh Diệp, anh! Chu Hoàng dọa choáng váng, ngã ngồi trên mặt đất. Hai chân còn mềm hơn cả lúc thấy Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết. Hoàn toàn không có sức lực. Hả? Kiếm long đồ! Thật sự là kiếm long đồ! Giờ phút này, những người tu võ vốn không hề hứng thú với Diệp Bắc Minh tràn ra vẻ tham lam từ trong mắt. Ánh mắt mọi người nóng bỏng, hô hấp trở nên dồn dập. Vô số sát ý lạnh như băng khóa chặt Diệp Bắc Minh. Anh tiếp tục kích thích đám người, sao hả? Nghe nói vùng đất Nhật Lạc chỉ dùng nắm đấm nói chuyện, coi trời bằng vung. Sao nào, tôi, một kẻ tiên thiên sơ kỳ nho nhỏ đứng ở chỗ này, các người không dám giết sao? Không gian tĩnh lặng. Tất cả mọi người ngơ ngác. Chắc có lẽ thằng nhãi này điên rồi nhỉ? Tường thành vốn đang ồn ào lập tức im ắng. Cái gì mới gọi là ngông? Lúc này mới gọi là ngông. Cực kỳ ngông cuồng. Đây là vùng đất Nhật Lạc, đến các gia tộc cổ hùng mạnh cũng không dám làm sằng làm bậy nơi đây, đến minh chủ của võ đạo minh cũng phải khiêm tốn nhún nhường. Thế mà chỉ là một tên tiên thiên sơ kỳ bé nhỏ mà lại dám phát ngôn vậy sao? Mà điều khiến mọi người càng ngỡ ngàng hơn ấy chính là sau đó còn ngông cuồng hơn. Ngay giây sau, Diệp Bắc Minh nói tiếp, xem ra các vị đang ngồi đây đều là rác rưởi nhỉ. Ông đây bảo các người xông lên giết ta đấy. Thế mà lũ vô dụng các người cũng không dám lên hả? Tiếng hét to vang vọng khắp trốn. Trời ơi! Ôi! Vô số người đứng trên tường thành hít sâu, da đầu run lên. Tên nhãi này lấy dũng khí từ đâu ra thế? Chu Hoàng sợ hết hồn, anh Diệp, van xin anh đừng như vậy nữa. Trong đám đông, một cô gái mang khăn che mặt nhíu mày nói, đi thôi, không có gì thú vị hết. Tên kia chết chắc rồi không còn gì nghi ngờ nữa, tôi còn tưởng là người thế nào chứ. Hóa ra là đồ thiểu năng, chắc là cho rằng mình chết chắc rồi nên mới làm loạn một chút trước đoạn đầu để cho mọi người nhớ kỹ mình. Cô gái ấy cười cợt lắc đầu, rồi xoay người bước đi. Cô gái ấy tên là Đỗ Băng Nhược, sau lưng cô ta không chỉ có nhà họ Đỗ vô cùng quyền lực ở vùng đất Nhật Lạc. Mà chính bản thân cô ta cũng là mỹ nhân số một của vùng đất Nhật Lạc. Hừ, đồ khoác lác, đồ nhàm chán. Không ít cường giả ở vùng đất Nhật Lạc cười khẩy, không thèm chấp nhặt với Diệp Bắc Minh. Bọn họ xoay người rời đi. Trong góc tối, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang mỉm cười cưng chiều nhìn qua bên đó. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp sợ toát mồ hôi, nói chủ nhân, sư đệ của người ngông cuồng quá rồi. Cậu ta làm vậy sợ rằng sẽ đắc tội với tất cả người tu võ ở vùng đất Nhật Lạc đó. Cô gái cười khẩy nói, sợ cái gì chứ? Chỉ cần tiểu sư đệ mở miệng, bà đây diệt sạch cả vùng đất Nhật Lạc thì có làm sao? Cái gì? Người đàn ông trung niên kia cứng người. Người đàn ông biết rằng cô gái trước mặt mình không phải người nói giỡn chơi đâu. Cùng lúc đó, trên tường thành vọng xuống một giọng nói lạnh như băng, danh con kia, cậu đã thành công chọc giận lão phu rồi. Hôm nay lão đây sẽ nói cho cậu biết không có thực lực mà ngông nghênh vô dụng cỡ nào. Đây là lần đầu tiên ông đây bị người ta mắng là rác rưởi đấy. Thằng oát con này đáng chết lắm. Nói nhảm với cậu ta làm gì nữa. Giết đi. Hơn trăm người tu võ nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt sắc lạnh. Cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Cảnh giới thánh chủ đỉnh phong, cảnh giới thần vương. Mười mấy người cảnh giới thần vương và hơn trăm người cảnh giới thánh chủ cùng xông lên. Dầm. Lực lượng bùng nổ lan ra xung quanh hệt như sóng thần. Một luồng áp lực nghẹt thở truyền tới. Chu Hoàng sợ đứng tim nói, anh Diệp ơi, chết thật đấy. Cô ta ôm chân Diệp Bắc Minh cầu xin. Diệp Bắc Minh cười nói, cô có thể đi trước. Chu Hoàng cắn răng đáp không,
cho dù có chết thì tôi cũng muốn chết cùng anh Diệp. Người đàn ông trung niên mặc chiến bào nóng nảy nói, chủ nhân, người còn chờ gì nữa? Cô gái xinh đẹp mỹ miều ấy không hề lo lắng, tiểu sư đệ của tôi đâu phải đồ ngu. Tiểu sư đệ dám khiêu khích bọn họ ắt có mục đích của mình. Chẳng qua mục đích của tiểu sư đệ là cái gì chứ? Mỹ nhân tuyệt sắc ấy nhíu mày. Lúc này, hơn trăm người tu võ mạnh mẽ xung phong lao lên. Diệp Bắc Minh hờ hững nhìn họ. Khi bọn họ cách 500 mét, anh thờ ơ, người sau nối tiếp người trước thành một đoàn. Như thể sợ có người giành trước giết Diệp Bắc Minh, chém cái đầu của anh rồi cướp lấy kiếm long đồ. Khi bọn họ cách 300 mét, anh vẫn thờ ơ. Khi đã cách 200 mét, vẫn thờ ơ như cũ. Khi bọn họ chỉ còn cách anh 100 mét, Diệp Bắc Minh bỗng nhiên mỉm cười bí hiểm. Anh lôi ra một hạt châu màu lam lớn bằng quả trứng chim ra. Lôi bạo châu, nổ cho tôi. Trong chốc lát, ầm ầm, một tiếng sấm rõ to giáng xuống hơn trăm người tu võ kia. Một vầng sáng trắng lóe qua. Năng lượng không chút dao động, nhưng không gian nơi lôi bạo châu phát nổ kia đã bị chôn vùi. Cả thế gian chìm trong tĩnh lặng. Rồi mọi thứ trở lại như thường. Mọi người mở to mắt nhìn, cả lũ đều sững sờ. Tại nơi phát nổ xuất hiện một cái lỗ thủng to tướng. Hơn trăm người tu võ đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Ơ, này. Chu Hoàng dựng tóc gáy, ông chặt lấy chân Diệp Bắc Minh, này. Anh Diệp, anh. Trong góc tối, người đàn ông trung niên mặc chiến giáp hít một hơi thật sâu nói, ôi vãi. Chủ nhân, người đoán trúng rồi. Cô gái xinh đẹp kia mỉm cười lạnh nhạt đáp, từ khi tôi quen biết đồ vô lại đó thì bụng cậu ta đã đen lắm rồi nhưng cố tình cứ thích giả vờ ngây thơ. Cô gái ấy nghiến răng nói tiếp, lúc trước khi lừa tôi. Cô gái chợt nghĩ tới gì đó. Gương mặt xinh xắn đỏ ửng. Hả? Người đàn ông trung niên mặc chiến giáp ngơ ngác. Từ khi nào mà chủ nhân lại bày ra dáng vẻ cô gái nhỏ như thế chứ? Mỹ nhân tuyệt trần kia lạnh nhạt nói, tôi nói với ông mấy chuyện này làm gì? Đỗ Băng Nhược vừa mới bước xuống tường thành thì chợt thấy im lặng đến bất ngờ. Thế là cô ta bèn thuận miệng hỏi một câu, Diệp Bắc Minh đã chết rồi à? Lính canh giữ trên tường thành không trả lời. Đỗ Băng Nhược lạnh lùng nói, tôi đang hỏi anh đó, anh có nghe không hả? Lính canh giữ tường thành hoàn hồi, hoảng sợ nhìn Đỗ Băng Nhược phía dưới nói, cô chủ, chết rồi. Lính canh giữ tường thành lắp bắp. Cô ta còn tưởng rằng người nọ do nhìn thấy hơn trăm người tu võ trên cả cảnh giới thánh chủ ra tay nên khiếp hãi. Ồ, Đỗ Băng Nhược gật đầu rồi xoay người bước đi. Cô chủ, không phải là Diệp Bắc Minh chết. Mà là hơn trăm người tu võ kia chết cả rồi. Tất cả đều chết hết. Đỗ Băng Nhược vừa mới nhấc chân định đi, một chân đang đặt giữa không trung. Cô ta nghe nốt câu sau thì suýt nữa té sầm xuống. Cô ta quay đầu lại thật mạnh, khó tin nhìn lên tường thành, anh. Anh nói cái gì? Cô chủ, tôi nói là Diệp Bắc Minh không chết, cậu ta không chết. Chẳng biết cậu ta dùng cách nào mà đã giết sạch tất cả hơn trăm người tu võ kia rồi. Cái gì? Con người long lanh của Đỗ Băng Nhược co rút lại. Cô ta không màng đến hình tượng của mình nữa mà bay thẳng lên tường thành. Khi vừa nhìn thấy cảnh tượng ngoài thành kia, cả người cô ta cứng đờ, chết chân tại chỗ. Đám người tu võ trên tường thành cũng như vậy. Chỉ có hai chữ miêu tả được tình cảnh này, chấn động. Lại thêm hai chữ nữa thì là kinh khủng. Bỗng nhiên, giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên, sao không nói chuyện nữa thế? Nói phát đi nào. Chẳng phải đều muốn giết tôi à? Làm sao thế, không dám giết hả? Các ngươi không thèm muốn thanh kiếm trong tay tôi nữa hả? Còn có cái đầu này của tôi có thể đổi một kiện thần khí nữa đấy. Một tiếng hét to vang lên, tới đây chứ. Lũ vô dụng kia, tới đây đi. Nếu là 3 phút trước thì mọi người sẽ cho rằng Diệp Bắc Minh chán sống rồi. Nhưng bây giờ lòng họ chỉ còn lại băng xương vô tận. Tên này, rất đáng sợ. Vừa bước chân tới vùng đất Nhật Lạc mà đã giết hơn trăm vị cường giả hùng mạnh ở đây. Cơ thể mềm mại của Chu Hoàng run lên, nghĩ, người đời bảo rằng người ở vùng đất Nhật Lạc đều là kẻ cực kỳ hung ác, mình thấy anh Diệp mới là người đáng sợ nhất. Chu Hoàng thở hổn hển, gương mặt xinh tươi đỏ bừng, bộ ngực phập phồng lên xuống. Không chỉ có cô ta mà những người khác trên tường thành cũng nghĩ như thế.
Diệp Bắc Minh thấy không ai trả lời. Anh lại quát thêm tiếng nữa, ông đây còn có mấy chục viên lôi bạo châu nữa này, ai không sợ chết thì mau ra tay đi. Mọi âm thanh biến mất. Bên tai anh vọng tới giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, thằng nhóc này, cậu thật là. Trong tay cậu chỉ có một viên lôi bạo châu, ai ngờ lại phát huy tác dụng lớn như vậy chứ. Cậu làm vậy liệu có phải mạo hiểm quá không? Diệp Bắc Minh đáp lời, chỉ có làm thế, sau này khi tôi tiến vào vùng đất Nhật Lạc mới đỡ bớt phiền phức. Nếu không, cho dù tôi dùng sức mạnh của ông giết hơn 100 người tu võ này, thì vẫn có người cho rằng cảnh giới của tôi không đủ, chỉ nhờ vào kiếm đoạn long mới có thể bộc phát sức mạnh như vậy. Cứ thế, phiền phức sẽ liên tục kéo tới không ngớt. Chỉ bằng dùng lôi bạo châu, chớp mắt giết hơn 100 người tu võ, làm bọn họ sợ trước rồi nói sau. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi, chỉ là cậu chỉ có một viên lôi bạo châu, mà giờ đã dùng rồi. Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại, ông cảm thấy bọn họ dám cược à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục rất tán đồng, không tệ, cậu thông minh lắm. Ngay sau đó, ha 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 ha, Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười to, nếu không ai dám xông lên thì nghe tôi nói vài câu nhé. Tôi chỉ làm hai việc ở vùng đất Nhật Lạc này thôi. Chuyện thứ nhất, bất kỳ kẻ nào đem một quả của cây thần hỏa tang tới trước mặt tôi thì tôi sẽ chữa trị cho người đó một lần. Thứ hai, bất kỳ kẻ nào mang 10 cái đầu của nhà họ Lăng tới thì tôi cũng sẽ chữa trị cho người đó một lần. Mọi người sửng sốt. Một ông lão nhíu mày, Diệp Bắc Minh, cậu dựa vào đâu mà cho rằng chỉ ra tay chữa trị cho bọn tôi một lần thì bọn tôi sẽ làm việc cho cậu chứ? Diệp Bắc Minh kiêu ngạo đáp, bởi vì y thuật của tôi cao cường. Chỉ cần các người còn một hơi thở thì tôi đều có thể cứu mạng các người. Cho dù là các người chúng phải loại độc gì hay là di chứng xảy ra khi tập võ, thì tôi đều có thể chữa khỏi cho các ngươi. Điều này đã đủ chưa? Dứt lời, nháy mắt sóng gió nổi lên. Người tu võ trên tường thành khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Kích động, kinh ngạc, nghi ngờ. Cậu ta có ngón nghề như vậy thật sao? Không thể nào, chắc khoác lác rồi. Cho dù là đại nhân tiểu y tiên thì cũng không dám to miệng mình có khả năng làm thế. Diệp Bắc Minh dựa vào đâu chứ? Mọi người bàn tán xôn xao. Ông lão vừa nghi ngờ Diệp Bắc Minh trầm ngâm nói, nhóc con, lão phu tạm thời tin cậu một lần. Tôi sẽ mang 10 cái đầu của người nhà họ Lăng đến đây, nếu cậu không thể chữa trị vết thương trên người lão phu thì coi chừng đấy. Cho dù cậu có lôi bạo châu thì lão phu cũng phải giết cậu. Dứt lời, ông lão liền biến mất. Chốc lát sau, ông lão kia trở về, quăng ra 13 cái đầu người. Lão phu vừa rồi mới quét sạch một nơi dừng chân của nhà họ Lăng ở vùng đất Nhật Lạc, ở đó có tổng cộng 13 người. Ông lão kia lạnh lùng nói tiếp, lão phu khuyến mãi cho cậu thêm 3 cái đầu nữa. Nếu cậu không tin đây là người nhà họ Lăng thì cứ tự nhiên điều tra. Diệp Bắc Minh gật đầu đáp, cảnh giới thần vương trung kỳ, tôi tin ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.